Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 76, đàm phán. Thật vậy sao? Liễu Vân Mạn chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Đúng vậy, thật ra tôi cũng muốn thay đổi quy củ. Hạ Thiên gật đầu rất nghiêm trang. Vậy thì cậu sửa đổi đi. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Chị Vân Mạn, chị thật sự muốn tôi thay đổi quy củ sao? Hạ Thiên cười hì hì nhìn Liễu Vân Mạn. Tất nhiên là thật. Trong lòng Liễu Vân Mạn vẫn thật sự hy vọng Hạ Thiên có thể chữa bệnh cho Tam Thúc, dù thế nào thì đó vẫn là Tam Thúc của nàng. À, vậy thì tôi sửa. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, cũng chỉ có chị là tốt với tôi, biết rõ quy củ kia không có lời. Cái gì? Liễu Vân Mạn nghe vậy mà chợt sững sờ. Cậu còn thấy quy củ này không có lời, vậy cậu sửa quy củ là gì? Quy củ mới, cứu sống 10 triệu, cứu chết để lại 10 ngàn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn lập tức sinh ra cảm giác giống như sắp tan vỡ. Hạ Thiên, như vậy thì đứng nên sửa lại. Này, tiểu bại hoại, cứu chết để lại 10 ngàn là sao? Liễu Mộng có chút hiếu kỳ. Như vậy có nghĩa là để lại cho người bệnh 10 ngàn, tất cả tiền bạc đều thuộc về tôi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích. Tốt, tốt lắm, cứ làm như thế. Liễu Mộng rất vui sướng. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Liễu Mộng. Cô, sao cô lại tán thành với sự sửa đổi như vậy? Nếu cậu ta thật sự sửa lại thì nửa đời sau Tam Thúc phải ăn không khí mà sống sao? Tất nhiên cô phải tán thành, tiểu bại hoại có tiền thì chính là tiền của cô, nếu hắn kiếm được nhiều tiền thì không phải tiền của cô cũng ngày càng nhiều sao? Liễu Mộng rất vui. Tam ca không có xu nào cũng chẳng sao, cô có thể cho Hàm Hàm vay, mượn 100 đồng sẽ trả lại 10 ngàn. Liễu Vân Mạn hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng nàng mới biết người có lòng dạ nham hiểm không phải là Hạ Thiên, cũng không phải là Hàm Hàm mà chính là cô của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này thức ăn cũng được đưa lên, Liễu Mộng sớm đã đói bụng nên chiến đấu rất hăng hái. Ngay sau đó Liễu Vân Mạn không dám nhắc đến chuyện sửa quy củ, tất nhiên Mai Nhược Đình cũng không nói ra, các nàng thật sự không muốn Hạ Thiên áp dụng quy củ cứu chết để lại 10 ngàn. Quy củ này không phải chỉ có Liễu Kỳ khó tiếp nhận, thậm chí là các nàng cũng khó thể tiếp nhận. Bữa cơm khá phong phú, ăn xong thì đúng 7 giờ tối. Khi Mai Nhược Đình rời khỏi nhà hàng thì trong lòng có chút thất lạc, bây giờ nàng chỉ mong sao về nhà có thể thuyết phục chồng, nhưng nàng biết cơ hội này là rất nhỏ. Hạ Thần Y, Tiểu Mộng, Tiểu Mạn, dì về trước. Mai Nhược Đình dùng giọng bất đắc dĩ mà cáo từ mọi người, đêm nay rõ ràng là không có thu hoạch gì. Tôi cũng phải quay về, cô theo cháu về nhé. Liễu Vân Mạn hỏi. Không, cô phải đi chơi với tiểu bại hoại. Liễu Mộng vẫn rất thích chơi đùa. Hạ Thiên, cậu định đưa cô đi đâu? Liễu Vân Mạn dùng giọng lo lắng hỏi, nhưng nàng không thể thay đổi quyết định của cô. Tôi sẽ đến quán Thịnh Thế đàm phán với người ta. Hạ Thiên trả lời, trong lúc dùng cơm hắn đã nhận được điện thoại của tên mập, hắn đã đồng ý đi đàm phán với tên đầu bóng. Mà Liễu Mộng nghe nói chỗ đó là quán karaoke thì cũng rất hứng thú, nàng nói muốn đi hát. Tôi sẽ đi với mọi người. Liễu Vân Mạn nghĩ tới nghĩ lui mà quyết định phải giám sát cô chặt chẽ một chút, không thể để cho cô bị tên sắc lang kia cướp mất. Tên đầu bóng và Đinh Báo hẹn với nhau đàm phán lúc 8 giờ, thực tế trước đó tên đầu bóng đã dẫn theo 4 tên tiểu đệ đi đến Thịnh Thế, 3 người chiếm lấy một phòng VIP rất xa hoa. Báo ca, bây giờ tôi nói thẳng. Quán karaoke này của anh đã được tôi nhắm, anh nói giá đi. Tên đầu bóng hút xì gà, hắn bắt chéo chân, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Anh đầu bóng, tôi không còn là ông chủ quán này nữa rồi. Đinh Báo cười nhạt một tiếng. Nếu anh muốn thì đàm phán với đại ca của tôi. Đại ca của anh. Vẻ mặt tên đầu bóng chợt biến đổi. Không ngờ báo ca cũng có đại ca, tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết báo ca đã thời pho tượng nào. Có hai người đi vào phòng. Đó là Hắc Tam và Vương Kiệt. Đinh Báo tranh thủ thời gian đứng lên, hắn cung kính chào Vương Kiệt. Kiệt ca. Vương Kiệt khoát tay, hắn tùy tiện ngồi xuống, mà Đinh Báo và Hắc Tam thì cung kính đứng ở phía sau. Báo ca, đây là đại ca mà anh mới tìm được sao? Tên đầu bóng nhìn Vương Kiệt mà cảm thấy rất khó tin, với ánh mắt nhiều năm lăn lộn giang hồ thì tất nhiên hắn có thể thấy rõ Vương Kiệt căn bản chỉ là cừu non. Không sai, đây chính là lão đại của tôi. Là Kiệt ca. Đinh Báo cười nhạt một tiếng. Đầu bóng, anh muốn giành Thịnh Thế thì cứ nói với Kiệt ca.
Kiệt ca sao? Tên đầu bóng nhìn tên mập, hắn dùng giọng ngoài cười trong không nói. Chắc báo ca đã nói với Kiệt ca là tôi có hứng thú với quán karaoke này rồi chứ? Đầu bóng, tôi nghe nói quán bar của anh kinh doanh rất tốt, một tháng thu lợi hơn 100 ngàn, thôi thì bán cho anh đi. Tên mập dựa hẳn lên ghế salon rất hoành tráng, không thể không nói tiểu tử này giả vờ có vài phần của đại ca. Tên đầu bóng phun ra một vòng khói. Kiệt ca, chúng ta nên nói về quán karaoke này trước, sau khi đàm phán về quán này thì đến quán bar của tôi cũng không muộn. À, vậy thì cứ bàn về thỉnh thế, nếu đầu bóng đã hứng thú thì anh đây cũng chiều, chỉ cần đưa giá hợp lý thì ok ngay. Tên mập ra vẻ rất dễ nói chuyện. Tên đầu bóng rất hài lòng. Như vậy mời Kiệt ca đưa giá. Này, tôi thấy đầu bóng cũng rất biết điều, như vậy cũng có lợi cho chú rồi, anh đưa giá 10 triệu. Tên mập hơi trầm ngâm rồi nói. Đinh Báo và Hắc Tam không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Kiệt ca này đúng là dùng công phu, miệng sư tử. Tuy quán thịnh thế này cũng coi như kiếm ra tiền nhưng muốn mở quán karaoke cũng không tốn quá nhiều tiền, bây giờ hắn mở miệng là muốn 10 triệu. Tên đầu bóng không khỏi hừ một tiếng. Chỉ nhìn là biết Kiệt ca không có thành ý trong cuộc trao đổi lần này. Đầu bóng nói vậy là sai rồi, nếu nói về buôn bán thì có thể có kè mặc cả, anh ra giá thì chú cũng có thể trả giá, sao lại nói anh không có thành ý. Tên mập lắc đầu nói, hắn dù sao cũng là sinh viên, bình thường cũng đọc đủ loại sách, tất nhiên công phu mồm mép là khá tốt. Kiệt ca nói không sai, tôi hiểu lầm rồi. Tên đầu bóng cười hì hì. Nếu đã như vậy thì tôi cũng trả giá, Kiệt ca, anh xem 100 ngàn đã đủ chưa? Đinh Báo và Hắc Tam nghe thấy tên đầu bóng đưa giá thì vẻ mặt chợt biến đổi, Hắc Tam nhịn không được muốn mở miệng nhưng bị Đinh Báo ngăn cản. Trong lòng cả hai đều rất tức tối, 100 ngàn, con bà nó, muốn cướp sao? 10 vạn, giá này rất tốt. Tên mập gật đầu, hắn tỏ vẻ tán thành. Kiệt ca, Đinh Báo vội vàng hô một câu, hắn muốn nói gì đó lại bị tên mập vung tay cản lại. Kiệt ca quả nhiên có thành ý, lúc nãy tôi đã hiểu lầm Kiệt ca. Kiệt ca, bây giờ tôi mời anh một ly. Tên đầu bóng rất vui sướng, vốn tưởng rằng tiểu tử kia có chút phiền toái, nào ngờ tất cả đều giống như hắn phán đoán, đối phương chỉ là một cừu non, cũng không biết đầu óc Đinh Báo có vấn đề gì, rõ ràng kiếm một tiểu tử làm đại ca. Tốt, cụng ly. Tên mập cụng ly, sau đó hắn cạn sạch. Đầu bóng, như vậy coi như quyết định, quán bar của chú bán cho anh giá 100 ngàn. Phụt. Tên đầu bóng phun cả rượu ra ngoài, sau đó vẫn còn mắc nghẹn, hắn liên tục ho han. Khục, khục. Tâm tình của Đinh Báo và Hắc Tam vốn đã trầm xuống đáy cốc, cho rằng tên mập muốn bán quán karaoke với giá 100 ngàn. Lúc này đột nhiên nghe thấy câu nói của tên mập thì lập tức có cảm giác đi từ địa ngục lên thiên đường, cực kỳ sảng khoái. Ha ha, đầu bóng, Kiệt ca chúng tôi nói không sai, anh bán quán ba cho chúng tôi với giá 10 vạn. Đinh Báo cười ha ha. Tên đầu bóng vỗ mạnh xuống bàn, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn tên mập. Kiệt ca, xem ra anh không có chút thành ý, nếu như vậy thì tôi sẽ cho Vương ca đến nói chuyện. Tên đầu bóng lấy điện thoại ra bấm số, hắn nói vài lời trong điện thoại, sau đó lại ngồi xuống dùng ánh mắt đắc ý nhìn đám Vương Kiệt. Kiệt ca, báo ca, tôi vốn nghĩ muốn thương lượng tốt với các người, nhưng bây giờ mọi người không có thành ý, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Tên đầu bóng vừa nói ra những lời này thì cửa phòng chợt mở ra, có vài người đi vào là một thiếu niên nhìn có vẻ rất bình thường, một thiếu nữ mặc váy trắng như tiên nữ đang nép lên người hắn. Sau hai người này chính là hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết như hoa bách hợp, một người lại kiều diễm như hoa hồng. Đại ca, đại tẩu. Tên mập tranh thủ đứng lên dùng giọng chân tình chào hỏi. Đại ca, đại tẩu, mời ngồi xuống bên này. Thiên ca, thiên tẩu. Đinh Báo và Hắc Tam cũng cung kính chào hỏi, nhưng bọn họ có chút nghi hoặc, người phụ nữ bên cạnh Thiên ca không phải là Thiên tẩu sao? Mà Thiên tẩu lại đi theo sau Thiên Cê, có chuyện gì thế này? Vừa vào cửa chính là nhóm người Hạ Thiên, hắn, Liễu Mộng và Liễu Vân Mạn cùng nhau đến đây, mà Tôn Hinh Hinh đã sớm ở đây đợi hắn. Còn vì sao Tôn Hinh Hinh có mặt ở đây thì Hạ Thiên không biết, hắn cũng không hỏi. Vẻ mặt tên đầu bóng có chút khó coi, hắn cũng không phải ngốc. Chỉ cần nhìn phản ứng của tên mập và nhóm Đinh Báo thì biết đây mới là người nói chuyện chân chính. Tuy hắn không biết đối phương, nhưng tên khốn kia đưa theo ba vị mỹ nữ tuyệt sắc, phái đoàn này không phải người thường có được. Mà khoảnh khắc sau tên đầu bóng cũng trở nên mê hoặc,
vì hắn phát hiện ra nhóm người vừa đi vào vừa rồi còn có một người khác. Vương ca, anh đến rồi à? Tên đầu bóng vội vàng đứng lên chào đón. Vương ca tất nhiên là đội phó đội trị an Vương Kiếm, lúc này hắn đang cẩn thận đứng sau lưng Hạ Thiên, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Điều này làm cho tên đầu bóng chợt sinh ra cảm giác xúc động, chuyện này là gì? Núi lớn mình dựa vào sao lại đứng sau lưng người ta? Ai là Vương ca của anh? Gọi tôi là đội trưởng Vương. Vương Kiếm trừng mắt nhìn tên đầu bóng. Vương ca, không, đội trưởng Vương, anh đây là... Tên đầu bóng lập tức choáng váng, bốn tiểu đệ ở phía sau lại càng không thể hiểu nổi, Vương ca này không phải thường xuyên đi chơi gái với đại ca đầu bóng sao? Đầu bóng, tên nghe rất bóng đấy, nghe nói chú muốn đàm phán với Thiên ca à? Vương Kiếm dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đầu bóng, sau đó hắn mắng ầm lên. Người khác gọi mày là đầu bóng ca, mày tưởng mình là đại ca à? Mày có thân phận gì? Có tư cách con mẹ gì đòi đàm phán với Thiên ca? Chương 77, âm thanh của tự nhiên. Đội trưởng Vương, không phải, em chỉ. Tên đầu bóng bị Vương Kiếm mắng mà không biết làm sao, rốt cuộc có chuyện gì. Thiên ca, chuyện đã thế này thì tôi giúp anh giải quyết, chút chuyện thế này cần gì anh phải ra mặt. Vương Kiếm không quan tâm đến tên đầu bóng, hắn dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên. Vương Kiếm khựng lại một chút rồi nhìn Đinh Báo, trong lời nói có chút mất vui. A Báo, chú làm việc thế nào vậy? Những chuyện nhỏ nhặt thế này không làm được thì nói với tôi, sao lại làm phiền Thiên ca? À, vâng, Vương ca nói rất đúng. Đinh Báo lập tức thừa nhận, trong lòng thầm mắng. Nói cho mày, muốn tao báo trực tiếp cho mày, sợ rằng mày sẽ ép tao trực tiếp dâng quán cho thằng bóng. Đến bây giờ Đinh Báo cũng không hiểu rõ tình huống, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu tiên mình thành công, địa vị của Thiên ca kia không phải chỉ là mạnh mẽ. Đúng vậy. Tiểu bại hoại, chỉ có chút chuyện như vậy thì để chúng nó giải quyết là được, chị muốn hát. Liễu Mộng muốn kéo Hạ Thiên rời khỏi chỗ này. Chị dâu, chị muốn hát thì cứ hát ở đây, đây là phòng tốt nhất, chúng em sẽ đổi địa phương khác. Vương Kiếm vội vàng nói. Phải không, vậy thì được, các chú đi mau, chị muốn hát. Liễu Mộng lập tức đuổi người, đồng thời cũng gọi hai cô gái ở phía sau. Tiểu Mạn, Hinh Hinh, chúng ta hát thôi. Đại ca. Bọn em ra ngoài trước. Vương Kiếm vội vàng muốn bỏ đi. Đi mau. Tên đầu bóng có chút do dự, Vương Kiếm vội vàng giống lên. Tên đầu bóng lại càng hoảng sợ, hắn tranh thủ đứng dậy dẫn bốn tên đàn em rời khỏi phòng. Thiên ca, chị dâu, mọi người chậm rãi chơi đùa. Vương Kiếm cúi đầu khom lưng bắt chuyện, hắn là người ra khỏi phòng cuối cùng, mà một căn phòng rộng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên và ba người phụ nữ. Này, tiểu bại hoại. Cậu hát cho chị nghe đi. Liễu Mộng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên gãi đầu. Tôi nào biết hát. Cái gì, chị còn tưởng cái gì cậu cũng biết. Liễu Mộng có chút mất hứng, sau đó nàng đưa micro cho Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, cháu hát đi. Cô, trước tiên phải chọn bài đã. Liễu Vân Mạn nhận lấy micro, nàng biết rõ Liễu Mộng mới thức tỉnh nên không biết những bài hát trong 10 năm gần đây, vì vậy nàng chọn một bài khá xưa. Bài hát có tựa, dịu dàng như em. Liễu Vân Mạn hát cũng rất hay, mà sau khi Hạ Thiên nghe Triệu Thanh Thanh được xưng là Triệu Vũ Cơ thứ hai cất lời thì hầu như nghe thấy ai hát cũng hay. Hay, hay quá, hát nữa đi. Liễu Vân Mạn vỗ tay giống hệt như một cô gái nhỏ. Liễu Vân Mạn lại chọn thêm một bài, sau đó Liễu Mộng lại khen hay, lại chọn một bài khác. Cứ như vậy mà Liễu Vân Mạn hát liên tục 5 bài. Cuối cùng nàng cảm thấy cổ họng hơi khàn nên không tiếp tục mà đưa micro cho Tôn Hinh Hinh. Tiểu bại hoại, người quá ít, gọi đám người vừa rồi đến hát đi. Liễu Mộng cảm thấy chưa đủ náo nhiệt, vì vậy mà Hạ Thiên không còn biện pháp phải điện thoại cho tên mập, nói bọn họ nhanh chóng làm xong việc rồi vào hát. Một lát sau tên mập dẫn theo Đinh Báo, Hắc Tam, Vương Kiếm và tên đầu bóng đi đến, theo sau đó còn có vài nam nữ. Liễu Mộng bắt đám người này phải hát. Đám người cũng không biết thân phận của tiểu tiên tử kia là gì, cũng không dám đắc tội nên không còn biện pháp nào khác. Dù đám người có biết hát hay không thì phải gào thét vài bài, vì vậy mà bầu không khí trong phòng khá náo nhiệt, mà càng náo nhiệt thì Liễu Mộng lại càng vui. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh chợt cười khổ, vị cô của mình đã cô đơn biết bao nhiêu năm, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội tham gia náo nhiệt, nàng vui vẻ cũng là bình thường. Cô không phải nói sẽ hát sao? Cũng không biết đã qua bao lâu, Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng khẽ kéo áo Liễu Mộng. Cô cũng phải hát chứ.
Được, cô cũng hát. Liễu Mộng đứng lên cười khanh khách. Các người im lặng, nghe tôi hát. Liễu Mộng nói như vậy thì bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cô muốn hát bài gì? Cháu giúp cô chọn bài. Liễu Vân Mạn hỏi. Không cần chọn, cô tự hát không cần nhạc. Liễu Mộng khoát tay, sau đó nàng bắt đầu cầm lấy micro rồi cất giọng. Em lặng lẽ nằm trên giường. Em không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở bên ngoài. Nhưng em có thể nghe được tất cả âm thanh rộn rã. Em cố gắng chỉ mong sao được nói chuyện với mọi người. Nhưng tất cả đều không nghe được lời em nói. Em cũng chỉ còn cách hát ca dao. Đây cũng là âm thanh thuộc về lòng em. Mọi người vô tình thả hồn vào giọng hát, bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ đang chậm rãi tự thuật những yêu thương của mình bằng một giọng hát tinh khiết không chút tạp chất. Khoảnh khắc này mọi người đột nhiên phát hiện ra cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên, đây là âm thanh của tự nhiên. Trong lúc vô tình Liễu Vân Mạn đã rơi đầy nước mắt, khoảnh khắc này nàng đã hoàn toàn biết được cảm giác đau khổ của cô trong 16 năm qua. Nếu có một người hôn mê 16 năm thì thật ra không chỉ có đau khổ, nhưng nàng không thật sự hôn mê, nàng có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nhưng không ai hiểu được âm thanh của nàng. Vì vậy nàng không thể trao đổi với thế giới bên ngoài, nàng chỉ biết soạn sẵn ca khúc cho mình, tự hát cho mình nghe, mà nàng cũng dùng trinh phương pháp này để vượt qua khoảng thời gian 16 năm buồn chán. Trong lòng Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn cảm nhận được sự trống vắng của Liễu Mộng, điều này làm hắn giống như thấy được thần tiên tỷ tỷ. 16 năm qua dù thần tiên tỷ tỷ có hắn làm bạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng rất cô đơn, giống như không có ai giải trừ được sự trống vắng của nàng. Từ trong tiếng ca của Liễu Mộng thì hắn cảm thấy có chút tương tự với tình cảnh của thần tiên tỷ tỷ, sự cô đơn trống vắng của các nàng hình như khá giống nhau. Liễu Mộng thì hôn mê 16 năm nhưng thần tiên tỷ tỷ không hôn mê, nàng làm bạn với thiên nhiên, trên núi còn có ba vị sư phụ của Hạ Thiên, nhưng vì sao nàng vẫn cô độc? Không biết tiếng ca đã dừng lại từ khi nào nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động, mỗi người oi đều chìm đắm trong những lời ca có lực tương tác, ai cũng cảm thấy khó thể tự kiềm chế. Tôi hát không hay sao? Liễu Mộng reo lên rất mất hứng. Sao không có ai vỗ tay? Cô, không phải không hay, thật sự là rất hay, tất cả mọi người còn đang cảm nhận. Liễu Vân Mạn lau nước mắt nói. Thật vậy sao? Liễu Mộng có chút vui vẻ nhưng vẫn hoài nghi. Đúng là rất hay. Trước nay chưa từng nghe thấy người nào hát hay như vậy. Hạ Thiên nắm bàn tay của Liễu Mộng. Chị Mộng, sau này tôi sẽ không để chị phải cô đơn nữa. Tiểu Bại Hoại, cậu nói rồi đấy nhé, không được phép gạt chị à nha. Liễu Mộng lúc này mới thật sự vui vẻ, người đã từng quen với cảm giác cô đơn thì không còn sợ hãi, nhưng trên thực tế thì một người cô đơn 16 năm vẫn sợ hãi sự cô đơn, đến lúc này Liễu Mộng vẫn còn chưa cảm thấy quen cô đơn. Bài ca này đúng là rất hay. Đúng vậy, còn hay hơn cả ca sĩ. Đúng, thậm chí Triệu Vũ Cơ còn kém hơn chị dâu. Chị dâu, nếu chị đi làm ca sĩ thì nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn. Quá đúng, thậm chí đám thiên vương thiên hậu cũng phải xếp sau. Những người khác ở trong phòng cuối cùng cũng kịp phản ứng, sau đó bắt đầu tán thưởng một cách trắng trợn. Lúc này cũng không phải bọn họ vuốt mông ngựa, đây rõ ràng là ý nghĩ thật sự của bọn họ. Này, các người hát tiếp đi, tôi phải nghe mọi người hát. Liễu Mộng reo lên rất vui vẻ. Cô hát quá hay, mọi người cảm thấy rất xấu hổ khi tiếp tục hát. Liễu Vân Mạn dùng giọng bất đắc dĩ nói. Không đúng, cô cảm thấy mọi người hát rất dễ nghe, tóm lại mọi người phải hát, cô thích náo nhiệt. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Nếu chị Mộng đã nói vậy thì mọi người cứ tùy tiện, hát gì cũng được, hay dở cũng chẳng sao, quan trọng là không khí náo nhiệt. Hạ Thiên mở miệng nói, có lời này của hắn thì đám người đinh báo dù không có ý muốn hát nhưng vẫn không thể không hát, vì vậy mà bầu không khí trong phòng lại rất vui vẻ và sôi động. Không thể nghi ngờ, Liễu Mộng chính là nhân vật trung tâm hôm nay, tất cả mọi người vì muốn nàng vui mà bận rộn túi bụi, mà Liễu Mộng cũng rất vui vẻ, mọi người cùng vui đùa đến 12 giờ khuya mới tan cuộc. Tất nhiên cũng vì Liễu Mộng đã khá mệt, nếu không phải nàng ngủ vùi trong lòng Hạ Thiên thì sợ rằng mọi người còn phải tiếp tục. Liễu Vân Mạn lái xe đưa ba ngựa đến khu dân cư học phủ Danh Uyển, nàng vốn cũng muốn về nhưng Tôn Hinh Hinh lại mời. Chị Vân Mạn, nếu không thì chị ngủ lại luôn, hai chúng ta chung một giường là được. Được rồi. Liễu Vân Mạn nhìn cô nằm trong ngực Hạ Thiên mà mở lời đồng ý. Liễu Vân Mạn khá quen thuộc Tôn Hinh Hinh, mà Tôn Hinh Hinh cũng biết rõ lai lịch của Liễu Mộc, nàng biết đối phương hôn mê 16 năm.
đáng lý ra nàng có vài phần ghen ghét với Liễu Mộng nhưng bây giờ lại không còn định ý. Một người hôn mê 16 năm, bây giờ tỉnh lại dù làm ra chuyện gì thì chắc chắn cũng có người tình nguyện tha thứ, hơn nữa bây giờ Liễu Mộng cũng không làm ra chuyện gì, cũng chỉ đơn thuần là tính cách như vậy mà thôi. Liễu Mộng ngủ rất ngon, nàng ôm Hạ Thiên rất chặt, tối hôm nay dĩ nhiên Hạ Thiên ngủ cùng giường với Liễu Mộng, nhưng nàng ngủ quá say nên hắn cũng không lợi dụng lúc nàng ngủ để làm chuyện gì, cả hai ôm nhau ngủ. Tất nhiên Hạ Thiên cũng có thói quen, vấn đề thử độ co giãn của vài bộ vị trên người Liễu Mộng là khó tránh khỏi. Rạng sáng hôm sau Hạ Thiên lập tức bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ai vậy? Hạ Thiên mơ màng nhận điện thoại. Hạ Thiên, là tôi, cậu có thể đến đây được không? Tình hình của ông nội hình như càng thêm xấu. Điện thoại vang lên âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộng Oánh. À, được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ không nên quá nôn nóng, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức tỉnh táo. Hạ Thiên cúp điện thoại mà nghe được trong ngực vang lên giọng nói của Liễu Mộng. Tiểu bại hoại, cậu đi đâu đấy? Đi cứu người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Mộng, chị cứ ngủ, tôi đi một mình. Chị cũng muốn đi. Liễu Mộng ngồi dậy. Được rồi, vậy cùng đi. Hạ Thiên tất nhiên rất tình nguyện dẫn Liễu Mộng theo, tối nay hắn ôm nàng ngủ mà số lượng băng hỏa linh khí đã tiêu hao khi thi triển nghịch thiên bát châm đã hoàn toàn hồi phục. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng mà trong đầu lóe lên tinh quang, hắn đã có biện pháp cứu một mạng của ông nội Diệp Mộng Oánh. Chương 78, bệnh tình nguy kịch. Lại một đêm Diệp Mộng Oánh không ngủ ngon giấc, ngày hôm qua sau khi Hạ Thiên rời khỏi bệnh viện thì nàng luôn canh chừng bên ông nội, nàng sợ nếu mình bỏ đi thì sẽ có người thầm ra tay. Mãi đến rạng sáng thì nàng mới kịp ghé vào bên giường ngủ trong chốc lát, sau đó lập tức bị gọi tỉnh lại và phát hiện tình huống của ông không tốt. Nàng tranh thủ thời gian gọi bác sĩ và y tác bệnh viện đến, bọn họ kiểm tra và nói tình huống của ông cụ đã chuyển biến xấu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Diệp Mộng Oánh không quan tâm đến thời gian vẫn còn sớm, nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đã từng cứu chữa để ông nàng tỉnh lại, đây là điều mà đám bác sĩ trước đó không làm được, đến bây giờ nàng cũng chỉ tin Hạ Thiên mới có thể làm ông tỉnh lại lần nữa. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng đi vào bệnh viện Thánh Tâm thì mới hơn 7 giờ, lúc này trong phòng bệnh không có quá nhiều người. Ngoài Diệp Mộng Oánh thì chỉ có một y tá ở bên cạnh giúp chăm sóc ông cụ, nhưng lúc này trong hành lang có mấy người tới lui có vẻ tùy ý nhưng lại dùng ánh mắt nhạy cảm để quan sát từng người. Hạ Thiên, mau giúp tôi xem xét ông nội, ông bị làm sao vậy? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Diệp Mộng Oánh nói ngay. Hạ Thiên cũng không nói nhiều, trước tiên hắn bắt mạch cho Diệp Thiên Nam. Sau đó hai hàng chân mày nhíu lại. Tình huống đã vượt qua dự đoán của hắn, hắn vốn nghĩ rằng có thể giữ lại một luồng sinh cơ của Diệp Thiên Nam, có thể giúp ông lão bảo trì được một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ rõ ràng hắn đã đánh giá thấp kẻ đã ra tay với Diệp Thiên Nam, ngày hôm qua hắn đã thi châm gom góp tất cả thần khí còn sót lại của ông lão, nhưng thực tế thần khí lại chậm rãi tản ra. Cứ tiếp tục thế này thì Diệp Thiên Nam chắc chắn sẽ không thể sống thêm một tuần nữa, nhưng cũng có thể là ba ngày. Dù sao thì ông cụ cũng đã quá già, tuổi già mà chết là điều tự nhiên, đây không phải là vấn đề mà con người có thể thay đổi được, nếu muốn đổi thì phải làm theo cách nghịch thiên. Hạ Thiên, tình huống rất nghiêm trọng sao? Diệp Mộng Oánh thấy Hạ Thiên thu hồi vẻ vui cười ngày thường, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nàng biết ngày tình huống không ổn, vì vậy vội vàng dò hỏi. Tên khốn kiếp kia có vẻ lợi hại hơn so với dự đoán của tôi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Mỹ nữ tỷ tỷ. Ngày hôm qua tôi nghĩ rằng có thể giúp cho ông cụ gắng gượng thêm 10 ngày, nhưng không ngờ tình hình càng lúc càng tồi tệ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sợ rằng chỉ còn gắng gượng được 3 ngày mà thôi. 3 ngày sao? Vẻ mặt Diệp Mộng Oánh chợt trắng bệch, nàng cũng chụp ngay lấy tay Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu có biện pháp, đúng không? Cậu giúp tôi đi, chỉ cần cứu sống ông nội thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nếu là bình thường... Hạ Thiên nghe thấy người đẹp đồng ý với bất kỳ điều kiện gì thì nhất định sẽ rất vui sướng, nhưng bây giờ hắn không thể vui sướng nổi, vì hắn thật sự không có biện pháp. Tiểu bại hoại, thật sự không còn biện pháp nào sao? Liễu Mộng ở bên cạnh hỏi. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng, chẳng lẽ phải thử biện pháp kia sao? Chưa nói đến vấn đề nguy hiểm, nhưng dù là như vậy cũng chưa chắc thành công. Tuy nhị sư phụ thường nói đàn ông phải có lúc mạo hiểm, nhưng Hạ Thiên cảm thấy không mạo hiểm vẫn tốt hơn. Hạ Thiên, cậu có biện pháp, phải vậy không? Diệp Mộng Oánh rất thông minh, khi thấy Hạ Thiên do dự thì lập tức đoán ra đối phương có biện pháp, nhưng đối phương còn chưa quyết định giúp mình hay không mà thôi.
Mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra cũng không thể nói là có biện pháp. Hạ Thiên gãi đầu, hắn còn đang suy xét, rốt cuộc có nên dùng biện pháp kia hay không. Hạ Thiên, trên đời này người đối xử tốt nhất với tôi chính là ông nội, những năm này vì tôi không muốn tranh giành gia sản với các anh chị em khác mà phải rời ông đi xa. Trong những năm ông cần thì tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc, tôi thật sự rất hối hận. Hai hốc mắt trào lệ, Diệp Mộng Oánh tiếp tục nghẹn ngào. Tôi chỉ hy vọng ông có thể sống lâu hơn, dù là nửa tháng hay một tháng cũng được. Tôi hy vọng ông có thể tỉnh lại, có thể cùng tôi tâm sự, trò chuyện, nếu không cả đời này tôi khó có thể an tâm. Hạ Thiên thấy Diệp Mộng Oánh đau thương như vậy thì cũng có chút không đành lòng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi có thể thử một lần, nhưng... Hạ Thiên, chỉ cần cậu có thể cứu tỉnh ông nội thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Diệp Mộng Oánh vội nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cũng không phải có ý này. Hạ Thiên giải thích. Tôi có một phương pháp có thể cứu sống ông cụ nhưng cũng không nắm chắc 10 phần, vì vậy tôi muốn nói trước. Hơn nữa đây là biện pháp duy nhất của tôi, nếu lần này mà thất bại thì hoàn toàn không còn biện pháp nào khác. Hạ Thiên, chỉ cần cậu cố gắng, dù thật sự không cứu được ông thì tôi cũng không trách cậu. Diệp Mộng Oánh khẽ cắn môi nói. Mặt khác lần này khác biệt với trước đó, khi tôi chữa bệnh thì không được phép có người quấy rầy. À, tôi cần một địa phương tuyệt đối an toàn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Không có vấn đề, tôi sẽ để đại ca sắp xếp. Diệp Mộng Oánh nói, sau đó nàng móc điện thoại gọi cho Diệp Thiếu Hùng. Diệp Thiếu gia, anh rất xấu. Ừ. Diệp Thiếu Kiệt nghe thiếu nữ trong lòng khẽ than một tiếng mà cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, vì người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái. Những ngày gần đây Diệp Thiếu Kiệt gặp rất nhiều chuyện vui. Tứ thiếu gia Giang Hải cao danh Dương bị người ta dạy bảo, điều này đối với hắn là chuyện vui. Vì sau này hắn không cần làm việc theo vẻ mặt cao danh Dương, ít nhất bây giờ cao danh Dương cũng không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Cuối cùng ngày hôm qua Diệp Thiếu Kiệt cũng dùng nhẫn hốt được một người đẹp, vóc dáng rất tuyệt, công phu trên giường cũng tốt, phụ vụ rất đáng hài lòng. Điều này đối với hắn cũng là chuyện vui, phải biết rằng nửa tháng nay hắn mới tán gái thành công. Mà chuyện vui lớn nhất với Diệp Thiếu Kiệt chính là hắn vừa nhận được một tin tức, ông cụ đã không xong, vài ngày nữa sẽ quy thiên. Ông cụ này chính là ông nội của Diệp Thiếu Kiệt, là Diệp Thiên Nam. Đáng lý ra với đa số mọi người thì ông nội chết là chuyện rất đau lòng, không thể nào nói là chuyện vui, nhưng đối với Diệp Thiếu Kiệt thì đây đúng là chuyện vui lớn bằng trời. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần ông cụ ngủm củ tỏi thì gia nghiệp khổng lồ của Diệp gia sẽ rơi vào trong tay hắn. Trong tam đại gia tộc Giang Hải thì Diệp gia lắm tiền nhất, nhưng Diệp gia không phát triển trong chính giới, vì vậy nếu xét về thế lực thì Diệp gia không bằng Kiều gia. Diệp Thiên Nam có ba con trai, Diệp Chí Nghĩa là con thứ hai, mà Diệp Chí Nghĩa có hai nam một nữ, Diệp Thiếu Kiệt cũng xếp thứ hai. Đáng lý ra dựa vào lý thuyết này thì gia sản Diệp gia cũng không rơi lên người Diệp Thiếu Kiệt, nhưng bây giờ chỉ cần Diệp Thiên Nam chết thì Diệp Thiếu Kiệt sẽ nhanh chóng khống chế được sản nghiệp. Bây giờ tất cả tiền của ở Diệp gia phần lớn đều thuộc về Diệp Thiên Nam, ba con trai của lão đều khống chế một công ty, nhưng Diệp Thiên Nam khống chế cổ phần và người quản lý. Hơn nữa Diệp Thiên Nam lại rất bất mãn với năng lực kinh doanh của ba đứa con trai, vì vậy trước nay không chính thức giao lại sản nghiệp cho ai. Mà mỗi người trong Diệp gia đều biết Diệp Thiên Nam có đầy toan tính, lão rất cưng chiều Diệp Mộng Oánh, muốn giao tất cả cho Diệp Mộng Oánh quản lý. Đáng tiếc là Diệp Mộng Oánh quá coi trọng tình cảm, không muốn phá vỡ quan hệ với người nhà, vì vậy nàng chủ động rời khỏi vòng xoáy tranh giành, rời khỏi tỉnh thành, tự mình mở một công ty nhỏ. Đối thủ mà Diệp Thiếu Kiệt kiêng kỵ nhất chính là người chị họ này, nhưng hắn cũng cảm thấy rất may mắn, ông nội còn chưa viết di chúc đã hôn mê nằm trên giường bệnh. Nếu không có di chúc thì tài sản sẽ không được Diệp Mộng Oánh kế thừa, như vậy Diệp Thiếu Kiệt sẽ không còn đối thủ. Bây giờ ông cụ chết mà không có di chúc, tài sản sẽ dồn lên ba người con trai, mà những năm gần đây Diệp Thiếu Kiệt khổ tâm phát triển, hắn đã sớm khống chế ba người này. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Hắn sẽ khống chế toàn bộ tập đoàn Thiên Nam, tất cả tài sản Diệp gia sẽ chuyển chủ, hắn sẽ là phú hào trăm tỷ. Diệp Thiếu Kiệt ta mới thật sự là đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Diệp Thiếu Kiệt xoa hai núm vú của người đẹp nằm trong lòng, lúc này hắn rất đắc chí. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thiếu Kiệt, hắn cầm điện thoại lên xem mà nhíu mày. Chuyện gì? Giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt cực kỳ không vui. Diệp Thiếu gia. Chị họ của anh đã đưa ông nội ra khỏi bệnh viện Thánh Tâm.
Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh dồn dập. Cái gì? Giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt chợt biến đổi. Bọn họ đưa người đi đâu? Tạm thời còn đang di chuyển, tôi đang theo sau, trước mặt có hai chiếc xe bảo vệ, tôi không thể tiếp cận. Giọng nói trong điện thoại chợt biến đổi. Không xong, bọn họ chạy vào quân khu, tôi không được phép đi vào. Chết tiệt, Diệp Thiếu Hùng. Diệp Thiếu Kiệt tức giận mắng lớn, tâm tình tốt đẹp của hắn trước đó đã bị quét sạch. Quân khu là một địa phương rất an toàn, đây cũng chính là địa bàn của Diệp Thiếu Hùng, khi đến đó thì không ai trong Diệp gia có thể vào. Sau khi đi qua vài trạm kiểm soát thì Diệp Thiên Nam được đưa đến một gian phòng, Hạ Thiên nhìn lướt qua đám thủ vệ, cuối cùng hắn cũng yên lòng, nơi đây rất an toàn. Không sai, bây giờ Hạ Thiên không lo cho an toàn của người khác, hắn lo cho chính mình. Vì nếu lát nữa hắn chữa trị cho Diệp Thiên Nam mà có người ra tay thì cực kỳ phiền phức. Diệp đại ca, mỹ nữ tỷ tỷ, các người có thể ra ngoài. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Hạ Thiên mở miệng nói. Tiểu bại hoại, chị cũng phải ra ngoài sao? Liễu Mộng hỏi. Chị tất nhiên không thể đi ra. Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng. Lát nữa chị còn phải hỗ trợ. Muốn chị hỗ trợ. Liễu Mộng có chút nghi hoặc, mà Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oánh thì kinh ngạc, tiểu tiên nữ xinh đẹp kia có thể giúp đỡ được gì? Hạ Thiên gật đầu. Một châm sinh, hai châm tử, ba châm xương thịt. Tình huống của ông cụ là quá tệ, tôi chỉ còn cách mạo hiểm thi triển đệ tam châm. Nhưng với công lực của tôi bây giờ thì khó thể dùng đệ tam châm, nhưng nếu mượn công lực trên người chị thì rất có thể sẽ thành công. Chương 79, Nghịch Thiên đệ tam châm. Có thân thể băng hỏa linh thể là một bất hạnh với Liễu Mộng, loại thân thể này làm cho nàng suy nhược và bệnh tật từ nhỏ, sau đó phải nằm trên giường 20 năm, nhận lấy sự cô đơn vô tận. Nhưng nếu so sánh với những người có cơ thể băng hỏa linh thể khác thì Liễu Mộng lại may mắn, nàng có xuất thân từ một thế gia trung y, cha mẹ nàng dùng đủ mọi phương pháp trung y để điều trị, vì vậy mà nàng mới kéo dài được tính mạng. Nếu là người khác và không được tập luyện băng hỏa thần quyết thì sợ rằng đã chết từ lâu. Mà Liễu Mộng còn may mắn khi gặp Hạ Thiên, vì gặp Hạ Thiên thì nàng khôi phục lại như bình thường, hơn nữa cũng vì vậy mà trở thành bảo khố cho Hạ Thiên. Vài chục năm qua thân thể Liễu Mộng đã tự nhiên tích chứa rất nhiều băng hỏa linh khí, mà dưới sự chỉ dẫn của Hạ Thiên thì băng hỏa thần quyết vận hành trong cơ thể, băng linh khí và hỏa linh khí dung hợp tạo thành một luồng băng hỏa linh khí khổng lồ. Thực tế thì băng hỏa linh khí trong người Liễu Mộng còn mạnh hơn rất nhiều so với Hạ Thiên, nhưng chẳng qua nàng không biết vận dụng nguồn linh khí này mà thôi. Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là Liễu Mộng có thể tùy tiện sử dụng nghịch thiên bát châm, có băng hỏa linh khí chính là điều kiện tiên quyết để sử dụng nghịch thiên bát châm. Nhưng không luyện tập nhiều năm thì dù có được băng hỏa linh khí cũng không thể thi triển nghịch thiên bát châm. Vì vậy mà bây giờ Hạ Thiên muốn mượn băng hỏa linh khí của Liễu Mộng để mạo hiểm sử dụng nghịch thiên đệ tam châm. Chị thật sự có thể giúp được cậu sao? Liễu Mộng rất vui vẻ với vấn đề này. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên cười hì hì, hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, các người ra ngoài trước khi chúng tôi đi ra thì không cho bất kỳ ai tiến vào. Được. Diệp Thiếu Hùng lên tiếng, hắn mang theo Diệp Mộng Oánh ra ngoài. Dưới tình huống này thì bọn họ chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên, hơn nữa nếu bọn họ không tin Hạ Thiên thì cũng sẽ chẳng kéo hắn đến chữa bệnh cho Diệp Thiên Nam. Tiểu bại hoại, chị phải làm sao để giúp cậu? Liễu Mộng có chút mơ hồ. Chị Mộng, tôi làm gì chị đừng nên phản kháng là được. Hạ Thiên cười hì hì nói xong hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Mộng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên vành môi anh đào của nàng. Mà ở một căn phòng cách vách, Diệp Thiếu Hùng và Diệp Mộng Oánh đang nhìn tình cảnh ở trong phòng bệnh thông qua màn hình máy tính. Trong phòng bên kia có lắp camera, vì vậy tất cả tình cảnh phát sinh đều được đưa lên màn hình. Đội trưởng, người này đang làm gì vậy? Người mở miệng chính là thủ hạ của Diệp Thiếu Hùng, là Tiểu Mạc. Cứ xem là được. Diệp Thiếu Hùng thản nhiên nói, thật ra trong lòng hắn cũng có chút mê hoặc, hắn nhớ rõ Hạ Thiên đã nói cái gì là không đủ công lực và muốn Liễu Mộng hỗ trợ. Chẳng lẽ hỗ trợ chính là phương pháp như vậy? Ủa? Diệp Thiếu Hùng đang nghi hoặc chợt phát hiện có chút khác thường, lúc này một luồng xương mỏng chợt xuất hiện và bao quanh Hạ Thiên, mà khoảnh khắc sau luồng xương này cũng bao quanh Liễu Mộng. Điều này làm cho hai người trở nên mơ hồ, cũng may mà sau đó xương mù cũng không còn nồng nặc, vì vậy có thể nhìn thấy những hành động của hai người. Xương mù bắt đầu chuyển động nhưng không tán, bắt đầu lấy hai người làm trung tâm rồi xoay tròn, tình cảnh này rất quỷ dị. Trên tay tên kia có ngân châm. Tiểu Mạc đột nhiên nói, mà Diệp Thiếu Hùng cũng nhìn thấy,
trên tay Hạ Thiên rõ ràng đã xuất hiện một ngân châm. Ngân châm đột nhiên bị xương trắng bao phủ, mà một giây sau lại hóa thành lửa đỏ. Hạ Thiên vẫn tiếp tục hôn Liễu Mộng nhưng thân thể đã di động đến bên giường, tay nắm ngân châm đã chậm rãi nâng lên. Cậu ta thi châm như vậy sao? Diệp Mộng Oánh có chút lo lắng, Hạ Thiên vừa hôn Liễu Mộng vừa thi châm, nếu có sai lệch thì thế nào? Đội trưởng, có nên ngăn cản không? Người này đang nhắm mắt. Tiểu Mạc nói. Tiểu Mạc nhắc nhở như vậy cũng làm cho Diệp Mộng Oánh càng lo lắng, chưa nói đến vấn đề thân mật với người đẹp, Hạ Thiên còn nhắm mắt, đây mà là chữa bệnh sao? Nhưng Diệp Mộng Oánh vừa định nói thì đã phát hiện Hạ Thiên đâm kim xuống, nàng không khỏi hô lên một tiếng. A, à, tiểu muội, đừng lo lắng, cậu ta ra tay rất ổn, không sai lệch, rất chắc chắn. Diệp Thiếu Hùng mở miệng nói. Diệp Mộng Oánh gật đầu, nàng không hiểu nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên đang làm việc có nắm chắc. Á! À, sau vài phút thì Diệp Mộng Oánh thét lên một tiếng kinh hãi. Đại ca, anh chuyển hình sang mặt ông, gần một chút. Màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh gương mặt Diệp Thiên Nam, khoảnh khắc này Diệp Thiếu Hùng chợt trở nên ngây dại, hắn không phải người chưa từng trải, nhưng tình cảnh thần kỳ thế này là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Hắn có thể thấy làn da trên mặt ông nội đang biến hóa, làn da khô héo già nua dần dần có sắc nước, dần bóng loáng, nếp nhăn dần giãn ra, vẻ mặt dần trở nên hồng hào. Trong khoảng thời gian ngắn mà ông cụ như trẻ ra vài chục tuổi, thoáng chốc đã có sức sống, dù là cây khô gặp mùa xuân cũng không được như vậy. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Tiểu Mạc thì thào nói, một bệnh nhân tính dưỡng một năm mà cơ thể trở nên tốt hơn cũng không có gì kỳ quái, nhưng ông cụ này chỉ sau hơn 10 phút đã như trẻ ra vài chục tuổi, điều này giống như ăn tiên đan trong truyền thuyết, đúng là quá mức thần kỳ. Tỉnh, ông tỉnh rồi. Diệp Mộng Oánh đột nhiên hét lên vui sướng, vì nàng thấy ông đã mở mắt, mà cặp mắt kia lại rất có thần. Hầu như cũng cùng một thời gian khi ông cụ mở mắt thì Hạ Thiên cũng rút châm. Sau đó thân thể hắn mềm nhũn và ngã vào trong lòng Liễu Mộng. Mau đi qua. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng chợt biến đổi, hắn chạy ra khỏi phòng. Cũng không quan tâm Hạ Thiên có cho mọi người tiến vào hay không, Diệp Thiếu Hùng đẩy cửa vào phòng, hắn vội vàng hỏi. Hạ Thiên, cậu không sao đấy chứ? Hạ Thiên miễn cưỡng ngẩng đầu trong lòng Liễu Mộng, hắn dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi cũng khá may mắn, lần đầu tiên dùng đệ tam châm thành công, ông cụ đã không sao. Sống thêm vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì, bây giờ tôi phải ngủ một giấc. Hạ Thiên nói còn chưa dứt lời thì đã vào trong lòng Liễu Mộng ngáy o o. Tiểu muội, trước tiên cùng Liễu Tiểu Thư đưa Hạ Thiên đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Hùng vội vàng phân phó. Vâng. Diệp Mộng oánh lên tiếng, ngay sau đó cùng Liễu Mộng đưa Hạ Thiên ra ngoài. Sau khi sắp xếp xong thì Diệp Mộng oánh lại quay về, bây giờ ông cụ đang đứng trong phòng dùng ánh mắt tự ái nhìn nàng. Ông dậy rồi sao? Ông nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Diệp Mộng Oánh vội nói. Diệp Thiên Nam cười cười, lão lắc đầu. Mộng Oánh, cháu gái ngoan của ông, trước nay ông chưa từng cảm thấy khỏe mạnh như bây giờ, vì vậy ông không cần phải nghỉ ngơi, ông đã nằm trên giường quá lâu rồi. Tiểu muội, bây giờ tình huống của ông đã rất tốt, y thuật của Hạ Thiên thật sự thần kỳ. Diệp Thiếu Hùng cảm khái nói. Em có thể gặp được cậu ta có thể nói là một vận may. Đúng vậy, trong đời này em làm một việc chính xác nhất chính là cho Hạ Thiên đi nhờ xe. Diệp Mộng Oánh có chút cảm khái. Thiếu Húng, ông muốn ăn chút thịt, cháu làm cho ông một bàn thức ăn ngon. Diệp Thiên Nam cười cởi mở. Lần này tỉnh lại có thể nhìn thấy hai đứa thì ông rất vui, toàn bộ Diệp gia sợ rằng cũng chỉ có hai đứa thật lòng muốn ông tỉnh lại. Ông vừa bệnh dậy, sao có thể ăn những món nhiều mỡ được? Diệp Mộng Oánh nói có chút lo lắng. À. Bệnh của ông bây giờ đã không còn, có cái gì mà không ăn được. Diệp Thiên Nam phất tay với Diệp Thiếu Hùng. Mau đi chuẩn bị, chẳng lẽ mấy đứa muốn ông chết đói sao? Vâng, cháu phải đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Hùng có chút bất đắc dĩ, hắn xoay người đi ra phân phó thuộc hạ làm việc. Mộng Oánh, ngồi đi, khuya hôm trước ông cũng không tâm sự kỹ càng với cháu, không ngờ đám người kia thật sự phát rồ, sợ ông không chết. Bây giờ ông tỉnh lại, ông sẽ cho chúng phải hối hận. Trong mắt Diệp Thiên Nam bùng lên cái nhìn tức giận, lão dốc sức làm việc cả đời để lại cho đời sau một phần cơ nghiệp. Đáng lý ra đám người kia có thể thay mặt mà hưởng thụ phú quý, không ngờ đám con cháu lại mất gốc đến mức độ thế này, vì tranh giành gia sản mà không tiếc ra tay trừ khử chính mình. Ông, sức khỏe của ông mới quan trọng, những chuyện khác để sau này rồi nói.
Diệp Mộng Oánh dịu dàng nói. Không, không thể kéo dài. Diệp Thiên Nam lắc đầu. Thiếu Hùng, bây giờ cháu tự mình đi một chuyến, đón luật sư Trung Minh Hạo đến đây cho ông. Vâng. Diệp Thiếu Hùng gật đầu lên tiếng. Trung Minh Hạo là một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố Giang Hải, hắn là người ở bên cạnh lo các phương diện pháp luật cho Diệp Thiên Nam. Ông, bây giờ ông đã khỏe, cũng không cần phải viết di chúc, như vậy là điểm xấu. Diệp Mộng Oánh vội vàng khuyên nhủ. Mộng Oánh, cháu cho rằng ông muốn viết di chúc sao? Diệp Thiên Nam mỉm cười. Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ. Ông, vậy là ông muốn. Ông muốn ký hiệp nghị chuyển nhượng. Ông đưa tất cả cổ quyền và lợi nhuận ở tập đoàn Thiên Nam cho cháu, sau này cháu là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cười ha hả. Ông sẽ cho đám bất hiếu kia trắng tay. Sao? Diệp Mộng Oánh chợt kinh hoàng. Ông, như vậy sao được? Nếu ông đã hết bệnh thì cứ tiếp tục quản lý tập đoàn Thiên Nam, hơn nữa cháu còn trẻ, có rất nhiều chuyện không hiểu. Không sao, cháu nói rất đúng, bây giờ ông đã khỏe vì vậy có thể giúp cháu. Ông muốn dùng vài năm để giúp cháu trở thành chủ tịch chính thức của tập đoàn Thiên Nam. Đến khi đó nếu ông cần phải ra đi thì cũng được buông lỏng. Diệp Thiên Nam nhìn cháu gái yêu quý. Mộng Oáng, những người ông tin chỉ có cháu và Thiếu Hùng, nhưng Thiếu Hùng không thích kinh doanh, vì vậy phần gia nghiệp này chỉ có thể dành cho cháu. Nhưng, nếu ông giao tất cả cho cháu thì nhị thúc, tam thúc sẽ có ý kiến, cháu thật sự không muốn tranh giành với họ. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. Mộng Oánh, cháu không tranh thì bọn họ sẽ bỏ qua sao? Diệp Thiên Nam lắc đầu. Vì cháu, vì ông, cháu phải tranh. Chương 80, xe điện đụng. Một câu nói của Diệp Thiên Nam làm Diệp Mộng Oánh hiểu ra, đúng vậy, dù nàng không tranh chấp thì đám anh chị em kia sẽ chẳng nghĩ như vậy, vì thế bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì trước kia nàng đã từng không tranh giành với ai đã thiếu chút nữa bị một đám đàn ông làm nhục, vì trước kia nàng không tranh giành mà ông nội thiếu chút nữa bị sát hại. Nếu bây giờ nàng khống chế tất cả thì ông nội còn xảy ra tình huống tương tự hay không? Đúng vậy, vì ông, Diệp Mộng Oánh nàng phải tranh chấp, nàng không thể tha thứ cho mình nếu ông nội tiếp tục gặp chuyện không may. Diệp Mộng Oánh khẽ cắn môi rồi gật đầu. Ông, cháu nghe lời ông, cháu sẽ tranh đoạt. Tốt, đây mới là cháu ngoan của ông. Diệp Thiên Nam rất thỏa mãn, lão biết rõ cháu mình có tài nhưng tâm tính không đủ hung ác, mà điều này cũng không sao, lão sẽ ở bên cạnh trợ giúp. Ông, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu đã quyết định tranh giành phải chuẩn bị tốt, Diệp Mộng Oánh bắt đầu thương lượng với Diệp Thiên Nam. Những năm gần đây ông cũng không quan tâm đến chuyện của tập đoàn, những công ty con bên dưới đều nằm trong tay đám người nhị thúc, sợ rằng bọn họ sẽ không tình nguyện giao ra. Tất nhiên bọn chúng sẽ không giao, nhưng điều này không phải do bọn chúng quyết định. Diệp Thiên Nam hừ lạnh một tiếng. Mộng Oánh, tin tức ông khỏi bệnh đừng vội truyền ra ngoài. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội này để làm một số chuyện. Vâng, cháu biết rồi. Mộng Oánh cũng hiểu, đây chính là một cơ hội tốt, bây giờ tất cả đám người trong Diệp gia đều không nghĩ là Diệp Thiên Nam sẽ tỉnh lại. Trong mắt Diệp Thiên Nam bắn ra hai luồng tinh quang, trong giọng nói tràn đầy sự tức giận và lạnh lùng. Ông môn cho đám con cháu mất gốc kia biết rõ một chuyện, ông có thể cho chúng nó vinh hoa phú quý, cũng có thể làm cho chúng nó trắng tay. Hạ Thiên ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh lại thì tinh thần rất sảng khoái, nhưng một giấc ngủ của hắn cũng khá lâu, bây giờ đã là 5 giờ chiều. Hắn biết rõ, nếu không có Liễu Mộng thì hắn ngủ 3 ngày cũng không lại sức, bây giờ ngủ chưa tới 10 giờ đã căn bản khôi phục lại những phần công lực tiêu hao trước đó, tốc độ hồi phục là rất nhanh. Khi thấy Hạ Thiên tỉnh lại thì Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu bại hoại, cậu không ngủ nữa sao? Đúng là ngủ như heo, hại chị đây cả ngày không được đi chơi. Chị Mộng. Bây giờ chúng ta đi chơi là được. Hạ Thiên nói. Vậy sao? Liễu Mộng lập tức vui vẻ. Tiểu bại hoại, chị đây muốn đi chơi, muốn ngồi ngựa gỗ, muốn chạy xe điện đụng. Liễu Mộng nói ra những trò chơi tuổi mới lớn, điều này làm Hạ Thiên sững sờ, cái gì là xe điện đụng và ngựa gỗ? Đây là trò chơi sao? Tóm lại đều là thứ trước nay hắn chưa từng được biết. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Thiên cũng có chút hứng thú. Nếu Liễu Mộng đã thích thì chắc sẽ rất thú vị, hắn cũng muốn chơi thử cho biết. Hai người đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Diệp Mộng Oánh đi tới. Hạ Thiên, cậu tỉnh rồi sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh lộ ra vài phần vui sướng. À, chúng tôi đi chơi trước. Liễu Mộng lập tức đón lời, đồng thời cũng thúc giục Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, nhanh lên,
chị nghe nói khu vui chơi sẽ đóng cửa lúc 9 giờ. À, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng tôi phải đi trước, có gì chị cứ điện thoại cho tôi. Hạ Thiên bị Liễu Mộng thúc giục cũng chỉ biết nhanh chóng chạy đi. Này, đợi một chút. Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ, sau đó vội hô lớn. Hạ Thiên, ông nội muốn gặp cậu. Điều này, mỹ nữ tỷ tỷ, để lần sau đi, chị Mộng muốn ra ngoài chơi. Hạ Thiên thật ra cũng không có hứng thú gặp ông cụ, lão không phải người đẹp, gặp có gì tốt. Hai người chạy rất nhanh, chỉ sau nháy mắt đã cách xa Diệp Mộng Oánh vài trăm mét. Diệp Mộng Oánh nhìn bóng lưng của hai người mà có chút dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là người lớn hay là hai đứa bé vậy? Tiểu muội, bọn họ đi rồi sao? Diệp Thiếu Hùng đi tới nói. Đúng vậy, bọn họ muốn đi chơi. Vẻ mặt Diệp Mộng Oánh rất cổ quái. Được rồi, để anh lấy xe đưa bọn họ đi. Diệp Thiếu Hùng cũng sinh ra cảm giác không biết nói gì. Cứ như vậy mà đến hơn 6 giờ thì Hạ Thiên và Liễu Mộng đến khu vui chơi, sau đó Liễu Mộng được tham gia những trò chơi mà mình thích. Đáng tiếc là Hạ Thiên ngồi ngựa gỗ mà cảm thấy xoay chuyển không nhanh, mê cung cũng không có gì quá kinh người, tàu lượn cũng không đủ kích thích. Tuy xe điện đụng rất thú vị nhưng tốc độ lại không quá nhanh. Nhưng nếu so sánh với những thứ khác thì Hạ Thiên thích xe điện đụng hơn. Liễu Mộng cũng như vậy, vì thế hai người chạy xe điện đụng hơn một giờ. Cuối cùng không còn ai chơi nên cả hai cũng cảm thấy không còn ý nghĩa, vì vậy mới ra về. Đám người trong sân thở phào nhẹ nhõm, hai người kia đâm xe quá mạnh làm cho tất cả đám con nít chơi xe điện đụng phải kinh hồn, như vậy còn ai dám chơi. Những cậu bé cô bé vừa rồi bị Liễu Mộng và Hạ Thiên ức hiếp vẫn còn theo chân cha mẹ khóc lóc kể lể. Chú kia đúng là rất xấu, mà chị kia còn xấu hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới nháy mắt mà đã đến 9 giờ. Khu vui chơi phải đóng cửa, vì vậy Hạ Thiên và Liễu Mộng phải đi ra mà vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu Bại Hoại, mua một chiếc xe đi. Liễu Mộng ôm lấy cánh tay Hạ Thiên dùng giọng nũng nịu nói. Chị Mộng, chị biết lái xe sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không, nhưng chị có thể học. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Chờ chị học xong thì mỗi ngày chị sẽ tự lái xe chơi trò, xe điện đụng trên đường. Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Ngay sau đó hắn lại gật đầu. Hình như chơi như vậy mới hứng, mai chúng ta mua xe. Tiểu Bại Hoại, cậu thật tốt. Liễu Mộng rất vui vẻ, ngay sau đó nàng kéo Hạ Thiên tiến về phía một nhà hàng lớn ở phía trước. Chị đói bụng, chúng ta kiếm gì đó để ăn thôi. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, thật ra hắn đã sớm đói meo ruột, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng không đói được sao. Nhà hàng này chủ yếu là món nướng. Tuy bây giờ trời nóng nhưng ăn món nướng và uống bia lạnh thì cũng rất sướng, vì thế mà lúc này nhà hàng gần như chật kín, có thể thấy rất nhiều người thích ăn uống như vậy. Ông chủ, cho mỗi thứ 10 phần. Liễu Mộng cũng không quan tâm có ngon hay không, dù sao nàng cũng muốn nếm thử. Ông chủ này khoảng 40 tuổi, khi nghe thấy Liễu Mộng nói thì cũng không khỏi ngước mắt nhìn, ngay sau đó lại bị vẻ đẹp của cô gái đối diện làm cho ngây người, thân thể thì trưởng thành như vẻ mặt lại rất trẻ. Lại nói tiếp. Mỗi lần Liễu Mộng xuất hiện thì tất cả mọi người không thể không chú ý, vì gương mặt và hình dáng của nàng luôn tràn đầy lực hấp dẫn. Cá cũng phải nướng 10 phần sao? Một lát sau ông chủ mới phục hồi tinh thần trở lại, hắn hỏi ngay. Đã nói là mỗi thứ 10 phần, trong đây cũng có gà nướng, cũng có thể làm cho tôi 10 phần. Liễu Mộng có chút mất hứng. Ông sợ tôi không trả tiền sao? Không phải, không phải, tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi phải đi chuẩn bị đây. Ông chủ cười cười, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, sao quán mình không nướng heo hay bỏ nguyên con nhỉ? Mang đến 10 chai bia. Liễu Mộng lại nói thêm một câu. Vâng. Ông chủ lên tiếng rất vui vẻ. Những hành động của Liễu Mộng làm người chung quanh phải chú ý, khi ông chủ vừa bỏ đi thì một tên thanh niên đầu đinh đã đi đến nhếch miệng cười với Liễu Mộng. Em gái, em rất hào sảng, uống vài ly với anh em nhé. Ai là em gái của cậu? Liễu Mộng trừng mắt nhìn tên thanh niên. Mẹ cậu còn chưa bằng tuổi tôi đâu. Liễu Mộng nói vậy cũng không sai, tên thanh niên này nhìn chưa đến 20, nếu dựa theo lý thì bây giờ mẹ hắn còn chưa đến 40, không nhất định lớn tuổi hơn Liễu Mộng. Nhưng dù sự thật là như vậy thì lời nói của nàng rơi vào trong tai lại làm người ta nghĩ khác. Tên thanh niên chợt nổi giận. Con điếm, mày nói gì đó? Bốp! Trả lời tên thanh niên là một cái tát vang dội, mà một tát này cũng rất nặng. Tên thanh niên chính thức có hai cái răng, chào hàm. Người ra tay tất nhiên là Hạ Thiên, người này dám mắng vợ hắn,
tất nhiên phải cho ăn đòn. Mày, con mẹ mày dám đánh ông à? Tên thanh niên dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, hắn thuận tay cầm lấy một chai bia đập về phía đầu Hạ Thiên. Hạ Thiên chụp lấy cổ tay tên thanh niên, sau đó hắn mỉm cười và khẽ dùng sức, chai bia trên tay tên thanh niên lập tức tiếp xúc thân mật với đầu, tất nhiên là đầu của tên này. Bốp! Chai bia vỡ nát, mà đầu tên thanh niên cũng chấn động, hắn té ngay xuống đất. Á! Bốn phía vang lên những tiếng hét kinh hoàng, mọi người đều tránh ra, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 bàn chạy trốn và chỉ còn lại một bàn, rõ ràng bàn còn lại chính là của đám bạn bè tên thanh niên. Tính thêm cả tên thanh niên đầu đinh thì bọn họ có 7 người, tất cả đều là thanh niên dưới 20, trong nhóm có một tên khá lớn tuổi, cũng mặc áo ba lỗ như đám người còn lại, trên cánh tay xăm một con rồng. Lúc này hắn đang đi về phía Hạ Thiên, mà đám thanh niên còn lại đi theo sau lưng. Này anh bạn, mày ra tay hình như cũng quá mạnh. Tên xăm hình rồng đi đến trước mặt Hạ Thiên. Chỉ mời bạn gái của mày uống một ly mà thôi, có đáng để đánh người như vậy không? Dám mắng vợ anh thì phải bị đánh, như vậy vẫn còn may đấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, tiểu bại hoại, đánh cho mấy tên này chạy đi, sau đó ông chủ chỉ nướng cho chúng ta, tất nhiên sẽ nhanh được ăn hơn. Liễu Mộng nói xong thì nhìn về phía ông chủ nói. Ông chủ, đã nướng cho chúng tôi chưa? Nhanh lên, tôi đói bụng quá. Vâng, tiểu thư, đã đến rồi. Ông chủ vội vàng lên tiếng, hắn cầm theo vài chục xiên thịt chạy tới. Đáng lý ra phải nướng cho người khác trước, nhưng đám người kia đã chạy sạch, tất nhiên chỉ có thể nướng cho cô gái kia mà thôi. Tuy trong nhà hàng cũng không thường xuyên phát sinh những sự việc đánh đấm nhau như thế này nhưng cũng chẳng phải không có, vì vậy ông chủ trông khá trấn tĩnh. Này anh bạn, tiểu binh nói chuyện không dễ nghe thì tôi có thể thay mặt nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ nó bị đánh vỡ đầu, tiền thuốc men ai trả đây? Tên đàn ông xăm hình rồng vẫn ăn nói rất khách khí. Cũng không giống như đám côn đồ bình thường mở miệng là đòi chém giết. Hạ Thiên cầm lấy một xiên thịt dê, hắn cắn một miếng, còn Liễu Mộng thì ăn ngấu nghiến, rất có hương vị. Hai người ăn rất vui vẻ, căn bản không để ý đến tên xăm hình rồng. Này anh bạn không nể tình sao? Trong mắt tên xăm hình rồng chợt lóe lên hàn quang. Chương 81, chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn. Hạ Thiên nhìn tên đàn ông xăm hình, sau đó hắn nhìn Liễu Mộng. Chị Mộng, người này đang nói chuyện với ai vậy? Liễu Mộng cười hì hì. Hình như là với cậu. Này, chị có quen biết hắn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không. Liễu Mộng cầm lấy một sâu thịt dê, sau đó lại hỏi ngược lại. Cậu biết hắn sao? Tôi cũng không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Người này có phải bị bệnh không? Tôi không biết hắn, chị cũng không, như vậy mà gọi tôi là anh bạn, hơn nữa còn nói nể mặt, như vậy là sao? À, đúng là có bệnh. Liễu Mộng chăm chú gật đầu. Dù tên đàn ông xăm hình rồng có chút ẩn nhẫn nhưng cũng bị những lời đối thoại kia làm cho tức chết, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu anh bạn không nể mặt thì đừng trách tôi không nể mặt. Tên đàn ông xăm hình rồng vung tay nói. Anh em, lên. Đám thanh niên đã sớm kích động, lúc này nghe thấy lời nói của đại ca thì không chút do dự, tên cầm ghế, tên cầm chai bia, mỗi người đẹp chụp lấy một món, hàng, phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vung tay lên, mấy cây tăm chợt phóng đi. Á, á. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi tên thanh niên đều có một cây tăm găm vào mu bàn tay. Tên đàn ông xăm hình rồng không bị tăm đâm vào tay, nhưng hắn lại thảm hơn một chút, có hai cây tăm đâm vào lưng bàn chân. Đừng làm phiền anh, nếu không lần sau tăm sẽ đâm vào cuống họng. Hạ Thiên tùy ý nói một câu, hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục ăn thịt dê. Long ca, làm sao bây giờ? Một tên thanh niên bụng lấy mu bàn tay, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Tên đàn ông xăm hình rồng cắn răng rút hai cây tăm dưới chân ra, vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng không kêu đau, không thể không nói hắn có vài phần khí độ. Đi! Tên đàn ông hình xăm biết mình gặp phải cao nhân, tuy trong lòng rất uất ức nhưng cảm thấy cách tốt nhất là bỏ đi cho nhanh. Hai tên thanh niên ôm lấy tên đầu đinh đã bị Hạ Thiên đánh trước đó, đám người leo lên hai chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi quán nướng. Lúc này Liễu Mộng rất vui vẻ, lần này ông chủ nhà hàng chỉ có thể đặc biệt phục vụ cho hai người bọn họ. Nhưng vẻ mặt ông chủ nhà hàng lại rất khốn khổ, như vậy thì quá tốt, tất cả đều đã chạy đi, làm hắn tổn thất vài trăm đồng. Đối với Hạ Thiên và Liễu Mộng thì đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xen vào chuyện lớn. Sau đó rõ ràng không còn ai đến gây phiền phức,
không côn đồ đến báo thù, cũng không có cảnh sát đến điều tra. Liễu Mộng vẫn ngồm ngoàm ăn uống, may mà nàng cũng không ăn quá nhiều, nếu không chiếc bụng nhỏ sẽ nứt ra. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng quay về khu dân cư học phủ Danh Uyển thì đã là 12 giờ khuya. Cô mới đi đâu về vậy? Liễu Vân Mạn vẫn còn ở đây, khi thấy Liễu Mộng thì nàng vội hỏi. Cháu tìm cô cả ngày, bà nội cũng tìm cô. Đúng vậy, Hạ Thiên, sáng sớm hai người đã ra ngoài mà điện thoại không liên lạc được, rốt cuộc hai người đi đâu? Tôn Hình Hình ở bên cạnh cũng hỏi. Điện thoại không liên lạc được sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn lấy điện thoại ra xem, màn hình tối đen, vì vậy mà không khỏi lầm bầm. Chẳng lẽ lại hết pin? Không phải là hết pin, là chỉ tắt nguồn. Liễu Mộng cười hì hì, nàng duỗi lưng mệt mỏi. Qua, mệt mỏi quá, đi ngủ thôi. Cô, trước tiên cô phải gọi điện thoại cho bà nội đã. Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ, cô sao lại giống hệt như một cô gái nhỏ thế này. Cháu gọi đi, cô phải đi ngủ. Liễu Mộng đi về phía phòng ngủ của Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, cậu cũng nhanh chóng đi ngủ thôi. Hạ Thiên nghe thấy Liễu Mộng nói như vậy thì cũng muốn đi vào, nhưng đúng lúc này lại bị Tôn Hinh Hinh giữ chặt tay. Hạ Thiên, cậu phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc hôm nay hai người đi đâu? Làm gì? Hạ Thiên đành phải giải thích với Tôn Hinh Hinh, mà Liễu Vân Mạn thì gọi điện báo cho bà biết cô vẫn bình an. Đến khi Hạ Thiên vào phòng ngủ thì phát hiện Liễu Mộng đã ngon giấc, điều này làm hắn rất bức bối, đêm nay cũng không thể song tu với Liễu Mộng. Này, Tiểu Bại Hoại, thức dậy. Sáng sớm hôm sau Hạ Thiên bị Liễu Mộng đánh thức. Hạ Thiên mở to mắt, hắn thấy Liễu Mộng đang cầm lấy một sợi tóc quét tới quét lui trên mặt mình giống như đang quét rác. Khi thấy Hạ Thiên tỉnh lại thì Liễu Mộng cũng không tiếp tục làm loạn, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường. Tiểu Bại Hoại, nhanh lên, chúng ta đi mua xe. Tiểu Mạn. Liễu Mộng vừa đánh thức Hạ Thiên thì vội vàng chạy đến căn phòng bên cạnh gõ cửa ầm ầm. Một lúc sau Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn đi ra phòng khách với vẻ mặt vẫn còn rất ngái ngủ. Cô, bây giờ mới 6 giờ, cô làm gì thế? Liễu Vân Mạn có chút sở khóc sở cười, cô này đúng là tràn đầy sinh lực, tối qua về nhà lúc 12 giờ, bây giờ còn chưa đến 6 giờ đã thức dậy. Nhưng cô tinh lực tràn đầy thì người khác cũng không phải giống như vậy. Cô muốn đi mua xe nhưng không biết xe gì tốt, cháu chỉ cô nhé. Liễu Mộng có 10 phần lý do. Cháu biết lái xe chắc chắn sẽ hiểu điều này. Cô muốn mua xe sao? Liễu Vân Mạn có chút sững sờ. Nhưng cô không biết lái xe, cô mua xe làm gì? Mua xe chơi trò, xe điện đụng. Liễu Mộng cười hì hì nói. Liễu Vân Mạn lại càng mơ hồ. Cô muốn chơi xe điện đụng sao? Không phải. Liễu Mộng nhanh chóng giải thích kế hoạch của mình. Cuối cùng Liễu Vân Mạn cũng không còn cảm giác buồn ngủ, mà Tôn Hinh Hinh cũng chính thức tỉnh táo. Điều này, kẻ nào nghĩ ra ý kiến kia vậy? Mua một chiếc xe rồi chạy ra đường chơi trò, xe điện đụng, điều này. Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Mất gần một buổi sáng thì Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn mới thuyết phục được Liễu Mộng từ bỏ kế hoạch, xe điện đụng, điên rồ kia, mà lý do được đưa ra chính là không có chiếc xe nào có thể đụng thắng tất cả xe của mọi người trên đường. Liễu Mộng cũng không từ bỏ kế hoạch. Nếu nàng có thể tìm được một chiếc xe đâm ngã tất cả xe của mọi người trên đường thì nhất định phải áp dụng kế hoạch. Cũng may mà không có loại xe này, Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không, đợi đến khi Liễu Mộng có được xe thì sẽ là một sát thủ siêu cấp, sẽ không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Tôn Hinh Hinh thì dậy bảo Hạ Thiên. Sao cậu có thể đồng ý với lời đề nghị đó của chị Mộng? Tôi cảm thấy điều đó rất thú vị. Hạ Thiên nói bằng giọng vô tội. Thú vị sao? Tôn Hinh Hinh cực kỳ tức tối. Cậu có biết làm vậy sẽ sinh ra tai nạn chết người không? Không sao, chúng tôi có thể đụng vào những chiếc xe không có người. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Liễu Mộng lại phản đối. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, phải húc xe có người. Thôi, Liễu Vân Mạn hô lớn. Cô, sau này không nhắc đến vấn đề này nữa, còn nữa, Hạ Thiên, cậu và cô không được học lái xe. Liễu Vân Mạn dừng lại một chút rồi nhìn Liễu Mộng. Cô, bà nội nói cô về nhà một chuyến, cháu sẽ đưa cô về. Cô không đi. Liễu Mộng không tình nguyện. Cô muốn đi chơi với Hạ Thiên. Cô, nếu cô không về thì bà sẽ rất tức giận. Liễu Vân Mạn lập tức lôi Ninh Tố Nga ra hù dọa. Được rồi. Liễu Mộng cuối cùng cũng phải đồng ý, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên.
Tiểu bại hoại, tối nay chị sẽ đến tìm cậu. Chị Mộng, đi sớm về sớm. Hạ Thiên cũng không muốn rời xa Liễu Mộng. Liễu Mộng đột nhiên phóng vào lòng Hạ Thiên, nàng chủ động hôn hắn rồi kéo tay Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, chúng ta mau trở về gặp mẹ, sau đó cô sẽ quay lại. Hạ Thiên, Hinh Hinh, hai chúng tôi đi trước đây. Liễu Vân Mạn thấy cô vội vã thì cũng không có cách nào, vì vậy mà cũng không kịp ăn sáng, chỉ biết đưa cô đi ngay. Hơn nữa Liễu Vân Mạn cũng hy vọng nhanh chóng đưa cô về nhà, nếu không thì đêm nào cũng ngủ với Hạ Thiên, không biết lúc nào sẽ lòi ra thêm vài đứa em họ nữa. Ba bà vợ đi mất hai, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không quá vui sướng, nhưng dù sao ba giờ cũng còn một vợ ở nhà. Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên cùng Tôn Hinh Hinh đến cửa hàng hoa. Phương Hiểu Như đã ở trong cửa hàng, mà hôm nay cũng có mặt tên Mập, điều này vượt qua suy đoán của Hạ Thiên. Mập, sao chú lại đến đây? Tôn Hinh Hinh dùng giọng đùa vui nói. Sao chú không đi làm đại ca? Chuyện đại tẩu nhắn nhủ còn chưa làm xong, em nào dám đi ôm đồm chuyện khác? Tên Mập ra vẻ nịnh nọt. Đại ca, anh đến rồi, anh nói em lập trang web cho đại tẩu, em đã làm xong. Nhanh vậy sao? Tôn Hinh Hinh có chút kinh ngạc. Đại tẩu, thật ra lập những trang web thế này là không khó, em còn tìm vài đứa bạn hỗ trợ, tìm công ty mua tên miền. Bây giờ chỉ cần chụp ảnh úp lên, đặt giá cả, như vậy có thể chính thức hoạt động. Tên Mập chuẩn bị rất đầy đủ, hắn còn cầm đến một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một cái laptop, nghe nói cũng đã mua tên miền, đặt host, nếu theo đúng dự kiến thì ngày mai sẽ hoạt động. Tôn Hinh Hinh cũng rất coi trọng kế hoạch lập trang web, tất nhiên nàng muốn mở rộng cửa hàng, muốn khuếch trương phạm vi tặng hoa, cũng không giới hạn quanh Đại học Giang Hải, có thể mở rộng khắp thành phố Giang Hải. Nếu thật sự mở rộng cửa hàng thì thành phẩm sẽ gia tăng, bây giờ đặt hoa trên mạng đã là chuyện thông thường, cũng không cần lo người ta không tiếp nhận cách làm ăn này. Ngày hôm nay khá bận rộn với Tôn Hinh Hinh, nàng và Phương Hiểu Như liên tục gói hoa, phối hợp hoa theo nhiều kiểu khác nhau, sau đó để cho tên Mập chụp ảnh, úp lên web. Cuối cùng còn phải lấy cái tên dễ nghe, đặt giá tiền, như vậy coi như cơ bản hoàn thành. Cửa hàng bán hoa có 4 người, 3 người bận rộn túi bụi còn Hạ Thiên thì chẳng có gì làm. Hắn ngồi mãi mà cảm thấy nhàm chán, vì vậy quyết định đi làm chuyện chính, đó chính là làm giấy chứng minh. Hạ Thiên bắt chuyện với Tôn Hinh Hinh rồi bắt taxi đến cục công an, khi đang chuẩn bị đến đội cảnh sát hình sự số 6 tìm Lãnh Băng Băng thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát từ trong cục phóng ra. Cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên tranh thủ thời gian chào hỏi, hắn thấy người lái xe chính là Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên chưa chào thì không sao, khi vừa mở miệng thì xe lập tức tăng ga phóng đi như bay. Chương 82, án giết người. Lúc này Lãnh Băng Băng vừa hận vừa sợ Hạ Thiên, mỗi lần nhìn thấy tên sắc lang kia thì luôn mồm hỏi mình có muốn làm vợ không, tuy rất tức nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này rơi vào đường cùng nàng chỉ còn cách trốn cho nhanh, trước đó nàng cũng không nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng khi thấy đối phương hô lên thì lập tức nhấn chân ga chạy trốn. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đi đâu vậy? Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Lãnh Băng Băng càng hoảng sợ. Nàng quay đầu lại xem và thấy Hạ Thiên đang ngồi ngay ghế lái phụ. Cậu vào bằng cách nào? Lãnh Băng Băng đột nhiên thắng xe lại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức tối, tên lưu manh chết tiệt này rõ ràng là âm hồn không tan. Từ nơi này, Hạ Thiên chỉ vào cửa xe, cửa không khóa bên trong, hắn có thể mở cửa tiến vào. Quái thai! Trong lòng Lãnh Băng Băng thầm mắng một câu, sau đó nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu xuống xe cho tôi. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đến tìm chị là có chuyện cần nhờ. Hạ Thiên rõ ràng không có ý muốn xuống xe. Bây giờ tôi có việc bận. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Không sao, tôi có thể theo chị đi làm, tôi bây giờ khá buồn chán. Hạ Thiên ra vẻ không ngại gian khổ. Tùy cậu. Lãnh Băng Băng cũng không còn cách nào với Hạ Thiên, người này cái gì cũng không sợ súng, cũng không sợ bị bắt về đồn cảnh sát, như vậy nàng biết phải làm sao. Lãnh Băng Băng dẫm chân ga, xe cảnh sát tiếp tục phóng về phía trước. Lúc này nàng quả thật có công tác, khu Kim Thái phát sinh một vụ án vào nhà cướp của, một cặp vợ chồng trẻ bị giết. Tuy cặp vợ chồng trẻ này không phải gia đình quyền quý nhưng lại là danh nhân, người đàn ông là phóng viên tòa soạn, người phụ nữ là người dẫn chương trình truyền hình, đều tương đối nổi tiếng. Nghe nói vụ án này được lãnh đạo tỉnh coi trọng, nói rõ muốn Lãnh Băng Băng phải xử lý, tất nhiên nàng sẽ không vì Hạ Thiên mà chậm trễ thời gian. Cậu điều trị cho Hoàng An Bình sao? Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy.
Hạ Thiên vội vàng gật đầu. Cảnh sát tỷ tỷ, tên kia không đến làm phiền chị đấy chứ? Anh ta và tôi không có quan hệ, khi khôi phục lại bình thường sẽ không đến làm phiền. Lãnh Băng Băng tức giận nói, Hoàng An Bình thì không đến làm phiền nhưng tên lưu manh đang ngồi bên cạnh còn phiền toái hơn. Nếu hắn dám làm phiền chị thì tôi sẽ đánh ngay. Hạ Thiên rất hài lòng vì kết quả này. Lãnh Băng Băng không nói thêm lời nào, khi biết Hoàng An Bình đã được chữa lành bệnh thì nàng quả thật thở phào một hơi, dù đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy, nếu bị một tên đàn ông tâm thần theo đuổi thì tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Lãnh Băng Băng không ngờ Hạ Thiên có thể chữa được bệnh tâm thần, điều này làm nàng cực kỳ căm tức, tên lưu manh này có nhiều bản lĩnh thì cơ hội báo thù của nàng sẽ nhỏ lại. Hơn 10 phút sau thì Lãnh Băng Băng đã đến khu dân cư Kim Thái, đây là một khu dân cư khá xa hoa. Hơn nữa nơi đây đều là nhà giàu, nghe nói phần lớn đều là tư sản dân tộc, lương mỗi năm phải là vài trăm đến vài triệu đồng. Đội trưởng, Lãnh Băng Băng vừa xuống xe thì Lý Bình đã tiến lên nghênh đón, bọn họ đã đến đây từ trước. Khi thấy Hạ Thiên thì Lý Bình chợt sững sờ, sau đó hắn tranh thủ thời gian chào hỏi. Hạ Thiên, cậu cũng tới sao? Lý đại ca, đến dạo chơi một vòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lý Bình còn muốn nói thì Lãnh Băng Băng đã nhìn bằng ánh mắt không vui. Đừng quan tâm đến cậu ấy, anh nói rõ tình huống vụ án. Đội kỹ thuật đang xem xét hiện trường, có một cặp vợ chồng bị giết, nam tên là Ngô Tử Luân, là phóng viên Nhật báo Giang Hải, nữ là Lê San, là người dẫn chương trình của đài truyền hình Giang Hải, rất nổi tiếng. Cả hai đều hơn 30, kết hôn được 6 năm, có một con gái 5 tuổi, tạm thời không biết đã đi đâu. Lý Bình nhanh chóng nói rõ tình huống. Cũng không khác biệt với những gì Lãnh Băng Băng đã biết trước đó, khác biệt duy nhất chính là nàng không biết cặp vợ chồng này có một đứa con gái. Đã liên hệ với người thân của bọn họ chưa? Lãnh Băng Băng hỏi. Bọn họ cũng không phải người ở đây, cha mẹ hai bên đều là người nông thôn. Tuy tôi đã liên hệ nhưng có lẽ ngày mai mới đến, à, bọn họ có bạn bè, đám người này đang chạy đến. Lý Bình trả lời. Trong lúc nói chuyện thì hai người cũng đi đến hiện trường. Lãnh Băng Băng tiến vào phòng thì thấy Hạ Thiên cũng đi theo. Đây là hiện trường vụ án, cậu vào làm gì? Lãnh Băng Băng có chút căm tức. Tiến vào chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thần kinh à! Cặp mắt đẹp của Lãnh Băng Băng muốn phóng hỏa. Đây là hiện trường án giết người, nơi đây có người bị giết, cậu đến đây chơi sao? Này, cảnh sát tỷ tỷ, tôi giúp chị bắt hung thủ. Hạ Thiên lập tức sửa đổi câu trả lời. Tôi không cần cậu giúp. Lãnh Băng Băng hận không thể đá tên khốn này văng ra ngoài. Nhưng Lãnh Băng Băng thấy mình phản đối cũng chẳng có tác dụng, vì lúc này Hạ Thiên đã đến bên và cẩn thận quan sát thi thể. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào thi thể người đàn ông, hắn lẩm bẩm. Có gì kỳ quái, chưa thấy người chết sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Quá kỳ quái, người này đã chết khi bị đâm một dao đầu tiên, vì sao còn phải chọc thêm 17 dao nữa? Hạ Thiên lắc đầu. Càng kỳ quái là đường dao đầu tiên rất chuyên nghiệp, mà 17 nhát dao còn lại giống như do một người khác làm ra. Hạ Thiên xem qua thi thể người đàn ông thì lại đến người phụ nữ, hắn tiếp tục lẩm bẩm. Bên này thì ngược lại, trước tiên là 7 dao bình thường và 1 dao chuyên nghiệp. Này, nếu dùng theo cách suy đoán chuyên nghiệp của tôi thì hai người này bị sát thủ xử lý. Này, anh bạn là ai vậy? Sao có thể nói rõ ràng như thế? Một tên cảnh sát khẽ hỏi Lý Bình. Anh bạn này là một con, trâu, tóm lại đừng chọc vào là được. Lý Bình thuận miệng nói. Cậu đừng đoán bừa, đây là vụ án cướp của giết người, làm gì có liên quan đến sát thủ. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh dùng giọng tức giận nói. Tam sư phụ của tôi có nói, khi sát thủ không muốn bị nghi ngờ thì thường dựng hiện trường thành một vụ án giết người cướp của. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên. Nếu không sợ rằng nàng còn chưa phá được án thì đã tức chết rồi. Hạ Thiên, cậu thật sự nghĩ rằng vụ án này do sát thủ làm sao? Lý Bình đến bên cạnh Hạ Thiên rồi khẽ hỏi. Không sai. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần. Nếu là sát thủ thì vụ án đã phức tạp. Lý Bình thì thào nói, nếu chỉ là cướp của giết người thì động cơ đơn giản, nếu là sát thủ thì nạn nhân chắc chắn đã đắc tội với người, bị người ta thuê sát thủ xử lý, rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi có chuyện muốn nói với chị. Hạ Thiên chạy đến bên cạnh Lãnh Băng Băng. Đừng làm phiền tôi. Lãnh Băng Băng lách người tránh ra. Thật sự có chuyện gấp. Hạ Thiên lại đến,
hắn chụp lấy tay Lãnh Băng Băng, sau đó nhanh chóng nói vài lời bên tai nàng. Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên chụp lấy tay có chút tức tối, nhưng sau khi nghe xong lời của hắn thì vẻ mặt có chút biến đổi. Nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ cách vách, nàng mở tủ âm tường ra thì nhìn thấy một cô gái đang nằm lẳng lặng ở bên trong, giống như đang ngủ. Người đâu, đã tìm được con gái của người bị hại. Lãnh Băng Băng hô lên một câu với người bên ngoài, sau đó ôm cô gái ra. Đội trưởng Lãnh, cũng là chị lợi hại, chúng tôi đúng là chưa kịp chú ý, chị vừa đến đã phát hiện ra. Một cảnh sát dùng lời nịnh nọt Lãnh Băng Băng. Trước tiên đưa cô bé này đến bệnh viện kiểm tra tình huống, xem toàn thân có vấn đề gì không. Lãnh Băng Băng chuyển cô gái cho một cảnh sát ở bên cạnh, ngay sau đó nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, nàng tìm được cô gái tất nhiên cũng nhờ vào câu nói vừa rồi của hắn. Hạ Thiên khẽ vươn tay nhận lấy cô gái, hắn nói. Cô bé chỉ đang ngủ, thân thể rất tốt, không cần đưa đến bệnh viện. Cái gì cậu cũng biết sao? Lãnh Băng Băng rất tức giận, người này cứ chặn họng nàng, điều này làm nàng cảm thấy bị quấy rầy. Lãnh Băng Băng hít vào một hơi thật sâu, nàng quay đầu nhìn Lý Bình. Hiện trường lúc này giao cho anh phụ trách, trước tiên tôi đưa cô gái này về cục cảnh sát, để xem cô bé có biết gì đó không? Vâng. Đội trưởng, Lý Bình vội vàng đáp ứng. Cậu đi theo tôi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó đi ra bên ngoài. Nàng quyết định kéo tên gây họa này đi chỗ khác, nếu không hắn sẽ làm nàng mất mặt trước mọi người. Sau khi quay lại cục công an thì cô gái vẫn chưa tỉnh lại, không thể không thừa nhận cô bé này quá dễ ngủ. Lãnh Băng Băng đưa cô bé cho một nữ cảnh sát xem xét, sau đó nàng tức tối nhìn Hạ Thiên. Cậu còn chưa đi sao? Cảnh sát tỷ tỷ, tôi tìm chị là có chuyện. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Chuyện gì? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi muốn làm giấy chứng minh. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tức chết. Cậu muốn làm chứng minh sao lại tìm tôi? Làm chứng minh phải tìm cảnh sát, chị không phải là cảnh sát sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng hận không thể cho Hạ Thiên một tát. Tôi là cảnh sát hình sự. Không phải là công an hành chính, tôi không thể làm được giấy chứng minh, cậu muốn thì đến công an hành chính. Dù sao cũng là cảnh sát, thế này đi, cảnh sát tỷ tỷ, chị giúp tôi làm chứng minh nhé. Hạ Thiên tất nhiên không có ý nghĩ sẽ tìm người khác. Tôi đã nói tôi không làm giấy chứng minh. Lãnh Băng Băng giống lên với Hạ Thiên. Cảnh sát tỷ tỷ, nếu bây giờ chị không có thời gian giúp đỡ thì thôi, cũng không sao, mai tôi lại đến. Nếu ngày mai cũng không có thời gian thì mốt tôi đến, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa khủng bố đang phận phồng như động đất vì tức giận của Lãnh Băng Băng, lúc này hắn không muốn rời mắt, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn dùng tay xoa bóp. Cậu! Lãnh Băng Băng cuối cũng hiểu, người này quả thật muốn nàng giúp làm giấy chứng minh, nếu không thì ngày nào hắn cũng đến. Bây giờ thậm chí nàng đã hoài nghi người này cố tình lấy cớ. Biết rõ cảnh sát hình sự không làm chứng minh mà vẫn cố ý chạy đến, rõ ràng tìm cớ quấn lấy mình. Không được, không thể cho lưu manh này cơ hội thực hiện âm mưu, không thể cho đối phương cơ hội mỗi ngày đến làm phiền mình. Lãnh Băng Băng nghĩ như vậy mà lập tức có quyết định, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tốt, tôi sẽ làm giấy chứng minh cho cậu. Vì muốn tên lưu manh Hạ Thiên nhanh chóng đi cho khuất mắt mà Lãnh Băng Băng quyết định giúp hắn làm chứng minh. Nàng tạm gác vụ án cướp của giết người sang một bên, đưa Hạ Thiên đến ban hộ tịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 83, thọc gậy bánh xe. Vị cán bộ công an nhân dân trẻ tuổi đang trực ban ở phòng hộ tịch thấy Lãnh Băng Băng đột nhiên hàng lâm thì sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Lúc này Lãnh Băng Băng muốn hắn làm giấy chứng minh cho Hạ Thiên, tất nhiên hắn sẽ không dám chậm trễ. Cậu ở đây điền vào tài liệu, tôi còn có việc. Cũng không thể chờ cậu được. Sau khi làm xong công việc thì Lãnh Băng Băng ném Hạ Thiên ở lại phòng hộ tịch, nhưng sau này nàng chính thức hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Bây giờ Hạ Thiên không có sổ hộ khẩu, không có giấy khai sinh, không địa chỉ nhà, không có thứ gì. Nhưng tất cả đều không có gì đáng quan tâm, Lãnh Băng Băng đã nói rõ, làm cho hắn một cái hộ khẩu riêng cũng không có vấn đề. Dưới sự chỉ đạo của vị công an nhân dân trẻ tuổi, Hạ Thiên mất nửa giờ để điền vào hồ sơ cá nhân. Sau đó vị công an nói rằng vài ngày sau sẽ có giấy chứng minh. Người thường tất nhiên sẽ không được nhanh như vậy, nhưng đây là người được Lãnh Băng Băng đưa đến, tất nhiên phải xử lý ưu tiên.
Sau đó Hạ Thiên lại đi đến đội cảnh sát hình sự, đáng tiếc là Lãnh Băng Băng đã mất hút, không biết có phải nàng dự đoán được hắn có quay lại hay không mà vội vàng chạy mất. Ôi, đáng tiếc, đáng lý ra phải cùng dùng cơm với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên có chút tiếc hận, nếu Lãnh Băng Băng không có mặt thì hắn cũng không muốn ở lại cục công an làm gì. Khi Hạ Thiên đang định bỏ đi thì có một người tiến vào, đó là Hoàng An Bình. Khi Hoàng An Bình nhìn thấy Hạ Thiên thì có chút mê hoặc, ngay sau đó lại trở nên vui mừng. Hạ Thiên sao, cậu là Hạ Thiên, có đúng không? Tôi còn ấn tượng với cậu. Không sai, là tôi, có gì sao? Không phải anh đến tìm vợ của tôi đấy chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hoàng An Bình. Vợ của cậu sao? Đầu tiên Hoàng An Bình có chút sững sờ, ngay sau đó đã hiểu ra. À, cậu nói đến người đẹp băng giá sao? Không, tất nhiên là không, khi đó đầu óc của tôi có vấn đề, thật ra tôi không có ý gì với cô ấy, cũng không biết vì sao khi đó đầu óc rối loạn, toàn nghĩ ra những vấn đề vớ vẩn. Hoàng An Bình giải thích một lượt, điều này làm Hạ Thiên giảm đi vài phần định ý, nếu đối phương không phải đến cướp vợ mình thì cũng dễ nói chuyện hơn. Khi thấy Hạ Thiên không nói chuyện thì Hoàng An Bình vội vàng mời mọc. Hạ Thiên, bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé, tôi đang định ngày mai đến tìm cậu. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ người này còn muốn trị bệnh sao? Cũng không có gì, chẳng qua chỉ cảm ơn cậu, mặt khác tôi cũng biết cậu là cao nhân, muốn kết giao bạn bè. Hoàng An Bình trực tiếp nói ra ý đồ, cũng không muốn loanh quanh cho mệt. Hạ Thiên là người thích trực tiếp, vì vậy mà ấn tượng với Hoàng An Bình lại tốt hơn, hắn gật đầu. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đi đến một quán ăn bên ngoài cục công an, gọi vài món, uống vài chai bia, bắt đầu trò chuyện. Hạ Thiên, không gạt cậu, tôi thật sự cảm ơn cậu, nó cậu là cha mẹ cứu tôi sống lại cũng không quá khoa trương. Hoàng An Bình rót bia cho Hạ Thiên. Tôi mời cậu một ly, sau này cậu là anh em của Hoàng An Bình tôi. Hạ Thiên cũng không uống bia, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng An Bình. Anh thật sự không còn muốn theo đuổi vợ tôi nữa đấy chứ? Tất nhiên là thật, người đẹp băng giá dáng người rất tốt, nhưng cô ấy quá lạnh, tôi không thích hợp với cô ấy. Hoàng An Bình đột nhiên dùng tay đâm vào người Hạ Thiên, ngay sau đó hắn lại chỉ ra cửa quán ăn. Này, Hạ Thiên, cậu xem, thật ra đó là kiểu mẫu mà tôi ưa thích, nhưng rất tiếc cô ấy đã có chồng. Ngoài cửa là một nữ cảnh sát, người này 25-26 tuổi, bộ dạng rất đẹp, dáng người khá tốt, tuy không nóng bỏng bằng Lãnh Băng Băng nhưng lại có một hương vị khác. Ông chủ, cho tôi một phần thức ăn nhanh. Nữ cảnh sát nói rất trong, nàng quay đầu giống như cảm giác được Hoàng An Bình đang nhìn mình, vẻ mặt có chút ngượng nghếch. Anh thật sự thích cô ấy sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng yên lòng, người này không thích Lãnh Băng Băng thì không có uy hiếp gì với hắn. Ừ. Thật ra tôi yêu cô ấy đã lâu, cô ấy tên là Tiêu Mai, cũng là cảnh sát hình sự nhưng lại ở phòng hồ sơ. Hoàng An Bình khẽ nói. Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì nên cướp lấy làm vợ luôn đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng uống bia. Nhưng nàng đã có chồng. Hoàng An Bình nói. Có liên quan gì? Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi đã thích ai thì nhất định phải lấy làm vợ, giống như cảnh sát tỷ tỷ, tôi nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Khụ. Hạ Thiên, nói đến người đẹp băng giá thì tôi thật sự bội phục cậu, tôi sao có thể so sánh với cậu cho được. Mà những chuyện cướp vợ này tôi cũng không làm được. Hoàng An Bình nói như vậy nhưng vẫn không nhìn được phải nhìn chằm chằm vào Tiêu Mai, hắn đã ngấp nghé đối phương từ lâu, tất nhiên sẽ rất muốn chụp vào trong tay. Hạ Thiên dùng ánh mắt xem thường nhìn Hoàng An Bình. Nếu anh có gan thì mới có thể làm bạn của tôi được, đàn ông mà không có gan thì cũng giống như phụ nữ, không ai yêu cho được. Hoàng An Bình có chút xấu hổ, lời này đúng là hắn chưa từng được nghe. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, bây giờ có lẽ Tiểu Mai kia có vấn đề với chồng, bây giờ anh theo đuổi là cơ hội tốt. Hạ Thiên nói một câu. Hoàng An Bình chợt sững sờ. Hạ Thiên, sao cậu biết, trước kia cậu có quen biết với cô ấy sao? Có tin hay không là tùy anh, dù sao tôi cũng biết ít nhất một tháng qua cô ấy chưa từng lên giường với đàn ông. Nếu cô ấy còn tình cảm với chồng và chồng còn tình cảm với cô ấy thì sao lại không đụng vào nhau? Hạ Thiên bĩu môi nói. Thứ này cậu cũng nhìn ra được sao? Hoàng An Bình chợt ngẩn ngơ, đúng là thần. Cướp hay không thì phải xem vào anh. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu không sợ anh tranh cướp cảnh sát tỷ tỷ thì tôi chẳng nói cho anh biết những vấn đề này làm gì.
Thì ra Hạ Thiên vẫn còn lo lắng với Hoàng An Bình, tuy nói mắc bệnh tâm thần sẽ làm ý nghĩ của con người biến đổi, nhưng Hoàng An Bình nhiễm bệnh và sinh ra say mê Lãnh Băng Băng, tất nhiên tận đáy lòng phải có ý đồ với nàng. Vì vậy Hạ Thiên mới giật dây để Hoàng An Bình theo đuổi Tiêu Mai, dù sao thì hắn cũng không thích cô nàng này, để Hoàng An Bình theo đuổi thì rất tốt. Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Tiêu Mai, vẻ mặt hắn biến đổi vài lượt. Một lát sau hắn đột nhiên uống cạn ly bia trong tay rồi cắn răng nói. Được, tôi nghe lời cậu, cậu có thể làm tôi trở thành người bình thường một lần nữa, tôi cũng tin tưởng cậu một lần, tôi cũng muốn được sống lại trong tình trường, phải cướp lấy cô ấy. Được rồi, đợi đến khi anh cướp được cô ấy thì mới có tư cách làm bạn với tôi. Hạ Thiên rất hài lòng vì quyết định của Hoàng An Bình. Này, cụng ly. Được. Hoàng An Bình lại nâng ly bia lên. Này, bây giờ anh có thể bắt đầu theo đuổi được rồi, cơ hội khó kiếm đấy. Sau khi uống xong ly bia thì Hạ Thiên lập tức thúc giục Hoàng An Bình. Bây giờ sao? Hoàng An Bình chợt sững sờ, có nhanh quá không? Nhưng đúng lúc này Hoàng An Bình nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của Hạ Thiên, hắn chợt bùng lên một luồng khí thế. Tiểu tử này dám sàm sỡ với cả người đẹp băng giá, mình đường đường là con trai của cục trưởng cục công an, là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sao không có gan theo đuổi một nữ cảnh sát phòng hồ sơ? Có chồng thì thế nào? Những năm gần đây ly hôn đầy đường, tục ngữ nói chỉ cần có sức phung cán quốc thì cây nào không đổ. Ông đây phải đào cây mới được. Hoàng An Bình nghĩ vậy thì lập tức đứng lên đi về phía Tiêu Mai. Tiêu Mai, trùng hợp quá, em cũng ra đây dùng cơm sao? Hoàng An Bình trực tiếp ngồi xuống đối diện với Tiêu Mai. Đúng vậy, rất trùng hợp. Tiêu Mai ngẩng đầu nhìn Hoàng An Bình, gương mặt đỏ hồng. Thật ra cũng chẳng có gì trùng hợp ở đây cả. Quán ăn này nằm ở bên ngoài cục công an, thường thì người trong cục ra đây ăn uống và gặp mặt nhau không phải là hiếm. Hoàng An Bình đã quyết định, cưa, thì phải tìm lời để nói với Tiêu Mai. Chỉ cần nhìn qua là biết ấn tượng của Tiêu Mai về Hoàng An Bình là rất tốt, hai người trò chuyện rất rôm rả. Mà Hạ Thiên thì cảm thấy nhàn chán, không có việc gì làm nên hắn quyết định bỏ đi. Hắn không có hứng thú làm bà mối cho người khác, nhưng hôm nay Hoàng An Bình để lại cho hắn ấn tượng rất tốt. Mà hắn cũng muốn giải quyết một tình địch. Hạ Thiên đi ra nhà hàng lại tiến vào cục công an, Hoàng An Bình tán tỉnh nữ cảnh sát cũng làm cho Hạ Thiên động tâm, hắn muốn vào bồi dưỡng cảm tình với cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên tiến vào đội cảnh sát hình sự và biết cảnh sát tỷ tỷ còn chưa trở lại. Bây giờ hắn là người quen của đội cảnh sát hình sự số 6, cảnh sát bên trong đội căn bản đều biết hắn, cũng biết tiểu tử kia có ý với Lãnh Băng Băng. Nếu Hạ Thiên không thể bồi dưỡng cảm tình với cảnh sát tỷ tỷ thì chỉ có thể đi về bồi dưỡng với chị Hinh, vì rơi vào thế đường cùng nên hắn đành phải rời khỏi cục công an và chuẩn bị đi về cửa hàng hoa. Trên đường đi ra khỏi cục công an thì một người cảnh sát đi sát qua bên người Hạ Thiên, một luồng khí tức quen thuộc xộc vào mũi. Hắn lập tức nhíu mày rồi xoay người nói lớn. Này, anh đứng lại đó cho tôi. Tên kia xoay người, đây là một cảnh sát bình thường, dáng người bình thường, bộ dạng bình thường. Không có gì đặc biệt. Hắn nhìn Hạ Thiên có chút mê hoặc. Cậu gọi tôi. Không sai, là gọi anh. Hạ Thiên đi về phía tên cảnh sát. Này đại ca, kỹ thuật giết người của anh cũng không quá tốt đâu. Này đồng chí, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tên cảnh sát có chút không vui. Cậu là người đến làm việc ở cục công an sao? Chú đến đây để giết cô bé kia sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu giết người mà không thấy được cô bé là rất ngu, bây giờ thấy có người may mắn tồn tại thì quay lại cục công an ra tay hạ sát. Đúng là quá ngu ngốc, tất nhiên ngu ngốc nhất chính là đến giết người khi có mặt tôi ở đây. Này, sư phụ anh dạy anh thế nào? Tên cảnh sát nghe thấy vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn đột nhiên vung tay, một luồng hàn quang phóng về phía Hạ Thiên. Ngay sau đó trên tay hắn lóe lên ánh sáng của một con dao nhọn, hắn phóng đến Hạ Thiên. Anh rất ngốc. Lúc nào chạy trốn mới là biện pháp tốt. Hạ Thiên lắc đầu, hắn vươn tay chụp lấy phi đao rồi ném về phía tên sát thủ cảnh sát. Tên sát thủ lộn một vòng tránh phi đao, ngay sau đó hắn lập tức bỏ chạy, rõ ràng đã quyết định bỏ chạy theo cách nói của Hạ Thiên. Thật ra tôi cũng quên nói cho anh biết, tuy bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất của anh lúc này, nhưng ở trước mặt tôi mà bỏ chạy là không hiệu quả. Âm thanh cười hì hì của Hạ Thiên truyền vào tai làm tên sát thủ sinh ra cảm giác hồn bay phách lạc. Lần đầu tiên hắn thấy mình là con mồi của kẻ khác. Chương 84, sát thủ. Tên sát thủ kia chạy trốn rất nhanh,
nhưng hắn dù có chạy nhanh hơn thì Hạ Thiên cũng luôn đi theo bên cạnh. Sau đó cuối cùng hắn cũng phát hiện ra chạy trốn cũng không phải là biện pháp tốt nhất, thôi thì quyết định liều mạng. Tên sát thủ đột nhiên dừng lại, tất nhiên Hạ Thiên cũng ngừng lại, mà cây đao trên tay hắn lại đâm về phía Hạ Thiên. Đao pháp quá kém. Hạ Thiên lắc đầu, hắn di chuyển đến sau lưng tên sát thủ một cách cực kỳ quỷ dị, sau đó đấm vào gáy đối phương. Tên sát thủ không may kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó té xuống đất ngất xỉu. Mà khoảnh khắc này những hành động của hai người cũng kinh động đến rất nhiều người, đội cảnh sát hình sự số 6 đã có vài người phóng ra. Hạ Thiên, có chuyện gì vậy? Lý Bình thấy một người cảnh sát nằm dưới chân Hạ Thiên thì lập tức sinh ra cảm giác không ổn, người này chạy đến đây đánh cảnh sát sao? Lý đại ca, anh biết số điện thoại của cảnh sát tỷ tỷ không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Lý Bình có chút sở khóc sở cười. Hạ Thiên, bây giờ cậu lấy số điện thoại của đội trưởng làm gì? Nếu chị ấy biết cậu đánh cảnh sát trong đây thì sẽ rất tức giận. Tôi không đánh cảnh sát. Hạ Thiên nói rất vô tội. Người này không phải cảnh sát, là sát thủ, tôi phải báo cho cảnh sát tỷ tỷ để giúp phá án, như vậy cô ấy mới trở thành vợ tôi được. Lý Bình chợt kinh ngạc. Hạ Thiên, cậu nói thật sao? Người này thật sự là sát thủ à? Tất nhiên là thật, cây đao này chính là hung khí của hắn. Hạ Thiên chỉ vào cây đao nhọn trong tay tên sát thủ. Tôi sẽ lập tức điện thoại cho đội trưởng Lãnh. Lý Bình lấy điện thoại ra, đây là chuyện lớn, cần phải thông báo ngay. Đừng gọi, để tôi gọi, trước hết tôi phải bắt cảnh sát tỷ tỷ đồng ý làm vợ, miễn xảy ra tình cảnh như ở bệnh viện lần trước. Hạ Thiên vội vàng nói. Lý Bình có chút bất đắc dĩ. Được rồi, tôi sẽ nói số điện thoại của đội trưởng cho cậu. Người khác không biết những gì xảy ra ở bệnh viện trước đó, nhưng Lý Bình là người trong cuộc và biết rất rõ. Phải biết rằng sau lần đó thì trong lòng hắn cũng thầm oán hận Lãnh Băng Băng, sao không chịu đồng ý làm vợ của Hạ Thiên. Nếu nàng đồng ý thì sau này có việc Lý Bình hắn sẽ có thể tìm Hạ Thiên yêu cầu hỗ trợ, dù là cướp hay sát thủ cũng có thể bắt được rất dễ, mà không cần mất vài năm thì Lý Bình cũng là đại đội trưởng cảnh sát hình sự. Không cần cho cậu ấy. Một tiếng quát lạnh vang lên từ phía bên kia. Hạ Thiên lập tức buồn bực, cảnh sát tỷ tỷ sớm không về muộn không về, sao bây giờ lại quay về. Lý Bình cũng không ngờ Lãnh Băng Băng vừa mới quay về, hắn bị nàng quát lớn, tất nhiên sẽ không còn tâm tư nói số điện thoại cho Hạ Thiên, chỉ có thể dùng ánh mắt lực bất tòng tâm nhìn Hạ Thiên. Trước tiên phải bắt người, sau đó đưa vào phòng thẩm vấn. Lãnh Băng Băng phân phó một câu, ngay lập tức có người ra tay. Đám cảnh sát hình sự chợt trở nên bận rộn. Mà Hạ Thiên không có việc gì cũng đến văn phòng ngồi xuống, cũng không có người đuổi đi, không có người quan tâm đến hắn. Cũng không phải mọi người có ý kiến với Hạ Thiên, thực tế có ý kiến với hắn chỉ là Lãnh Băng Băng, nhưng Lãnh Băng Băng là lãnh đạo nơi đây, nếu nàng đã có ý kiến với hắn thì những người khác không dám lôi kéo làm quen, bọn họ cũng không muốn bị Lãnh Băng Băng gây khó dễ. Lãnh Băng Băng quả thật rất có ý kiến với Hạ Thiên, trong cục công an Giang Hải thì nàng là người có tỷ lệ phá án cao nhất. Có người còn tán dương nàng là thần thám trời sinh, dù bất kể là vụ án gì rơi vào tay nàng đều được phá án thuận lợi và kẻ thủ ác phải bị bắt giam. Nhưng gần đây không biết vì sao một thần thám như nàng lại giống như kẻ mới vào nghề trước mặt Hạ Thiên, chỉ là một vụ án cướp của giết người mà tiểu tử này lại nói vài lời và chuyển thành hung án giết người. Khi tập hợp tất cả vật chứng và căn cứ thì Lãnh Băng Băng cũng thấy phán đoán của Hạ Thiên là không sai, mà hắn bắt được tên kia cũng chính là sát thủ đã ra tay giết người. Hơn nữa còn là sát thủ có vài phần danh tiếng. Tên sát thủ này có một sở thích biến thái, mỗi lần giết người đều phải dây cả nhà, vì vậy lúc này hắn biết còn một cô gái sót lại nên quyết định đến cục công an xử lý nốt, nếu không phải là như vậy thì hắn đã sớm rời khỏi thành phố Giang Hải. Cũng vì tên sát thủ có sở thích biến thái như vậy nên mới tự mang đến phiền phức cho mình, nhưng cũng vì thế hắn mới nổi danh. Cửu Thất vốn là tên sát thủ được bộ công an phát lệnh truy nã. Đáng lý ra bây giờ bắt được tên này thì Lãnh Băng Băng phải vui sướng mới đúng, nhưng lúc này nàng khó vui nổi, vì toàn đội cảnh sát hình sự đều biết chiến công thuộc về Hạ Thiên. Quan trọng là đã bắt được Cửu Thất nhưng Lãnh Băng Băng thấy vụ án vẫn chưa kết thúc, rốt cuộc mục tiêu của Cửu Thất là Mạc Tử Luân hay Lê San. Mạc Tử Luân là phóng viên, Lê San là người dẫn chương trình, bọn họ đắc tội với kẻ nào mà cần phải phái sát thủ đến xử lý. Tất cả đều chưa thể trả lời, vì vậy có thể nói bây giờ vụ án mới bắt đầu. Những chuyện cần điều tra còn rất nhiều. Bây giờ kẻ nắm giữ nhiều tin tức nhất là Cửu Thất đã tỉnh nhưng hắn không nói lời nào, không kiếm được bất kỳ tin tức gì có giá trị trong miệng người này.
Lãnh Băng Băng từ trong phòng thẩm vấn đi ra mà vẻ mặt vẫn rất khó coi, dù nàng đã sớm dự đoán đối phương không dễ mở miệng, nhưng nàng không ngờ đối phương căn bản là chẳng mở miệng, giống như người câm. Cảnh sát tỷ tỷ, có cần tôi giúp một tay không? Điều làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy bực bội nhất là Hạ Thiên tiếp tục bâu lại. Cậu không làm phiền tôi chính là giúp tôi. Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, nàng xoay người đi vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. Này, Hạ Thiên, cậu có biện pháp để tên kia mở miệng sao? Lý Bình khẽ hỏi. Tôi có thể đánh để hắn phải mở miệng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Điều này, không được tra tấn bức cung. Lý Bình có chút bất đắc dĩ, nếu có thể tra tấn bức cung thì hắn cũng đã làm cho tên kia mở miệng rồi. Tôi có thể làm cho trên người hắn không có chút thương tích. Hạ Thiên cười hì hì. Tam sư phụ của tôi có nói, bức cung hay không chẳng có gì, chỉ cần không bị người ta chụp lấy chứng cứ bức cung là được. Lý Bình không khỏi nghĩ đến Tô Tử Cường, tên kia bị Hạ Thiên đánh vào bệnh viện nhưng cuối cùng pháp y lại không thấy có vết thương. Lý Bình không khỏi cảm thấy động tâm, nhưng hắn vẫn không dám làm chủ, chỉ biết đi vào phòng làm việc để trưng cầu ý kiến của Lãnh Băng Băng. Đáng tiếc là lời đề nghị này bị Lãnh Băng Băng bác bỏ không chút do dự, nàng hoàn toàn không muốn Hạ Thiên xen vào việc của mình. Hạ Thiên, đội trưởng không đồng ý, tôi cũng không có biện pháp. Tôi thấy cậu nên về đi, hôm nay tâm tình của đội trưởng không được tốt. Lý Bình dùng giọng bất đắc dĩ nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng bỏ đi rất nhanh, nguyên nhân cũng không phải là những lời này của Lý Bình, hắn nhận được điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. Khi Hạ Thiên tiến vào tòa nhà Kiều gia thì bảo vệ có vẻ rất căng thẳng, tất cả đều đứng ra ngăn cản những người xa lạ. Hạ Thiên lại không có gì, vì Kiều Đông Hải đứng chờ hắn ở cổng vào. Hạ Thiên đi theo Kiều Đông Hải lên lầu 9, hắn nhíu mày, người nơi đây quá nhiều, chỉ xét về bảo vệ đã có 10 người. Đây vốn là khu vực tư nhân của Kiều Tiểu Kiều, bây giờ lại làm người ta sinh ra cảm giác chen chúc. Khi Hạ Thiên vào phòng tiếp khách thì thở phào. Kiều Tiểu Kiều vẫn bình yên ngồi trên ghế salon, trước đó hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện. Chồng! Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều không được tốt lắm, khi thấy Hạ Thiên thì phóng vào ngực. Vợ, em làm sao vậy? Hạ Thiên ôm lấy nàng, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn những người khác. Có người ức hiếp em sao? Nói cho anh biết, anh đánh hắn. Khụ, khụ! Kiều Đông Hải có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng. Hạ Thiên, đừng hiểu lầm. Người nơi đây sao dám ức hiếp Tiểu Kiều? Đại ca, anh nói đám bảo vệ kia rút ra đi, chồng em đã đến, nơi này không cần bọn họ nữa. Kiều Tiểu Kiều nói. Được, anh sẽ cho bọn họ xuống dưới chờ. Kiều Đông Hải phất tay. Các anh đi ra ngoài, bảo vệ bên ngoài là được. Đám bảo vệ này là người của Kiều Đông Hải, ba giờ hắn ra lệnh thì bọn họ tất nhiên sẽ đi sạch. Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn lại ba người Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều và Kiều Đông Hải. Vợ, hai bảo vệ của em đâu? Hạ Thiên có chút buồn bực, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi gần đây luôn theo sát Kiều Tiểu Kiều như hình với bóng, sao bây giờ lại không thấy đâu? Hạ Thiên, đây là nguyên nhân Kiều Tiểu Kiều vội vàng tìm cậu. Kiều Đông Hải ở bên cạnh nói ngay. Vừa rồi có người muốn giết Tiểu Kiều, may mà Phượng Nhi ngăn cản một đạn, vì vậy Tiểu Kiều mới không có việc gì. Tên khốn nào muốn giết vợ tôi? Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tạm thời không biết thân phận của sát thủ, căn cứ vào phán đoán của Hoàng Nhi thì sát thủ là dân chuyên nghiệp, lần này không thành công nhưng đối phương đã bỏ chạy, vì vậy mới để cậu đến bảo vệ Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải giải thích. Tuy trong mắt người ngoài thì Kiều Đông Hải chỉ là một thiếu gia giả vờ là nghệ thuật gia đi lừa các ngôi sao ca nhạc, nhưng thực chất hắn có địa vị rất quan trọng ở Kiều gia. Vấn đề bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người của Kiều gia đều do Kiều Đông Hải phụ trách. Vừa rồi Kiều Tiểu Kiều gặp chuyện không may. Hắn lập tức mang theo một đám bảo vệ tốt nhất nhanh chóng tiến vào tòa nhà, đẩy mạnh công tác bảo vệ ở đây. Trong Kiều gia có rất nhiều người có ý kiến với Kiều Tiểu Kiều, nhưng không ai hy vọng Kiều Tiểu Kiều sẽ gặp phải chuyện không may, đây là điều không thể nghi ngờ. Vì mọi người biết Kiều Tiểu Kiều còn sống thì tiền mặt mới chảy cuồn cuộn vào Kiều gia, dù Kiều Tiểu Kiều làm Kiều Trấn Quốc tức giận ói máu, nhưng sau khi biết nàng bị ám sát thì lập tức gọi điện thoại đến, ngay cả vấn đề tìm Hạ Thiên đến cũng được Kiều Trấn Quốc nói ra. Phượng Nhi đâu? Hạ Thiên mở miệng nói. Tôi muốn nhìn viên đạn. Phượng Nhi đang nghỉ ngơi ở căn phòng bên cạnh, viên đạn đã được lấy ra, Hoàng Nhi đang chăm sóc. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Chồng, anh có thể nhìn viên đạn mà phán đoán ra thân phận của sát thủ sao?
Không nhất định, nếu chỉ là sát thủ bình thường thì viên đạn chỉ là bình thường, nhưng nếu là sát thủ có tên tuổi lớn thì thường có tiêu chí của mình trên đạn, vì bọn họ không sợ đối phương biết được thân phận, ngược lại còn muốn nói rõ cho người ta biết. Hạ Thiên giải thích, tất nhiên đây là những gì nhị sư phụ nói cho hắn. Năm xưa nhị sư phụ cũng có ký hiệu đặc biệt, tất nhiên tiêu chí của sư phụ cũng không nằm trên đạn, vì sư phụ thích dùng dao. Chương 85, Ám ảnh đoàn. Khi Hạ Thiên đi vào phòng thì Kiều Phượng Nhi đã ngủ, mà Kiều Hoàng Nhi thì ngồi ở bên mép giường, nàng dùng ánh mắt ân cần nhìn vẻ mặt tái nhợt của Kiều Phượng Nhi. Tuy xem xét theo tên thì nghĩ rằng đây là hai chị em, nhưng thực tế các nàng chỉ là hai cô nhi trưởng thành trong Kiều gia, mà Kiều gia có một đám trẻ như vậy, từ nhỏ đã được huấn luyện, sau khi lớn lên sẽ làm vệ sĩ cho những nhân vật quan trọng trong Kiều gia. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi chính là hai cô gái trong nhóm người kia, cũng là hai cô gái có thân thủ tốt nhất. Cũng vì vậy mà hai nàng được điều đến làm vệ sĩ cho Kiều Tiểu Kiều, đây là cô gái quan trọng nhất của Kiều gia. Kiều Phượng Nhi là người cản đạn cho Kiều Tiểu Kiều, nhưng may mà viên đạn chỉ găm vào tay phải, cũng được cứu chữa kịp thời, tất nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng phải dưỡng thương trong một thời gian ngắn, đây là điều khó tránh khỏi. Hạ Thiên dùng tay cầm lấy đầu đạn đã được tẩy rửa sạch sẽ, hắn cẩn thận quan sát, khi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ trên viên đạn thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hạ Thiên, trên viên đạn thật sự có tiêu chí sao? Kiều Đông Hải cảm thấy vẻ mặt Hạ Thiên không đúng thì lập tức hỏi. Mới đây mà đã đụng mặt đám người này. Hạ Thiên lẩm bẩm. Đám khốn kiếp này dám giết vợ mình, lần này mình phải xử lý cả đám, cũng thuận tiện chút giận cho nhị sư phụ. Nhóm người sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Hạ Thiên, sát thủ không phải chỉ là một người sao? Sát thủ chỉ là một. Cũng có thể là 10 và thậm chí là nhiều hơn. Đây là một tổ chức sát thủ đã tồn tại trên 50 năm, gọi là ám ảnh đoàn. Hạ Thiên chậm rãi nói. Những viên đạn của nhóm sát thủ này sử dụng phần lớn đều là đặc chế, bên trên đều có khắc chữ. Đây chính là tiêu chí độc nhất vô nhị của bọn họ, cũng không ai dám bắt chước. Ám ảnh đoàn. Kiều Đông Hải khẽ nhíu mày. Trước đây hình như tôi chưa từng nghe nói có một tổ chức sát thủ như vậy. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Kiều Đông Hải, ám ảnh đoàn hùng mạnh cũng không phải người bình thường có thể biết. Nhưng nhị sư phụ đã từng nói 20 năm trước trong nhóm 10 sát thủ nổi tiếng nhất thế giới thì có 5 người thuộc ám ảnh đoàn, chỉ tính riêng vấn đề này cũng đủ thấy ám ảnh đoàn hùng mạnh thế nào trong giới sát thủ. Theo lời của nhị sư phụ thì ám ảnh đoàn không phải là một tổ chức sát thủ đơn lẻ, đây là một tổ chức khổng lồ, bọn họ đã nhìn vào mục tiêu nào thì bây giờ chỉ một người may mắn còn tồn tại, đó chính là nhị sư phụ. Sở dĩ nhị sư phụ có thể thoát khỏi số kiếp thì phải cảm tạ tam sư phụ, nếu không phải trước đó tam sư phụ không nhận nhiệm vụ đuổi giết nhị sư phụ mà còn ra tay cứu giúp thì ám ảnh đoàn sẽ không có thất bại trong sổ ghi chép. Mà nhị sư phụ chính là vua sát thủ xếp hạng đầu tiên trên thế giới, chỉ vì sư phụ thích hành động một mình, không gia nhập ám ảnh đoàn nên bị đuổi giết. Tất nhiên nhị sư phụ của Hạ Thiên cũng chẳng phải ngồi không, trong lúc đuổi giết lão thì ám ảnh đoàn cũng gặp phải tổn thất lớn, mất hơn 10 tên sát thủ có danh tiếng. Nhưng ám ảnh đoàn có thể đuổi giết vua sát thủ, điều này đã nói lên sự khủng bố của tổ chức sát thủ này. Chồng, sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên trầm mặc không nói thì Kiều Tiểu Kiều vội hỏi. Không có gì, có anh ở đây thì không kẻ nào có thể làm em bị thương. Hạ Thiên lắc đầu, hắn không sợ ám ảnh đoàn, vì thực lực của hắn bây giờ không phải là nhị sư phụ có thể so sánh được. Hắn là người trời sinh có băng hỏa linh thể, còn học xong nghịch thiên bát châm. Cộng thêm sự chỉ điểm của thần tiên tỷ tỷ, điều này trực tiếp làm cho thực lực của hắn vượt qua 3 vị sư phụ. Hạ Thiên, cậu có thể nói rõ tình huống của ám ảnh đoàn được không? Kiều Đông Hải nhìn không được phải nói xen vào một câu. Anh chỉ cần biết ám ảnh đoàn là một tổ chức sát thủ hùng mạnh trên thế giới là được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần mục tiêu không chết thì bọn họ sẽ không ngừng ám sát, nói cách khác, sau này sát thủ ám ảnh đoàn sẽ còn xuất hiện. Vậy phải làm thế nào để giải trừ nguy hiểm cho Kiều Tiểu Kiều? Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi, trực giác nói cho hắn biết Hạ Thiên không phải đang nói bậy. Bình thường chỉ có 2 biện pháp. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Thứ nhất là làm cho người yêu cầu phải hủy bỏ ủy thác, nhưng bình thường dù cố chủ có hủy bỏ ủy thác thì ám ảnh đoàn sẽ không trả lại tiền. Vì vậy trừ khi chúng ta tìm được cố chủ và ép hắn hủy bỏ ủy thác, nếu không thì cố chủ căn bản không chủ động hủy bỏ. Còn biện pháp thứ hai? Kiều Đông Hải không khỏi hỏi.
biện pháp thứ hai là tất cả sát thủ của ám ảnh đoàn phải bị xử lý. Hạ Thiên nhìn Kiều Đông Hải. Tôi thấy anh nên phụ trách vấn đề tìm cố chủ đứng ở sau màn, còn tôi sẽ xử lý đám sát thủ. Tôi nhất định sẽ đi tìm tên cố chủ kia, nhưng manh mối quá ít, sợ rằng rất khó tìm được. Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp khác sao? Thật ra vẫn còn một biện pháp, đó chính là đến một địa phương cách trở mà người khác vĩnh viễn không thể tìm ra được. Hạ Thiên lười biếng nói. Tuy tôi biết địa phương có thể trốn, nhưng tôi cũng biết Tiểu Kiều không thích hợp với nơi đó, mà vợ của Hạ Thiên tôi cũng không cần phải trốn, vì thế tôi chọn phương pháp xử lý tất cả sát thủ. Kiều Tiểu Kiều tất nhiên biết rõ địa phương lẩn trốn chính là ngọn núi kia, nhưng giống như Hạ Thiên đã nói, nàng không thích hợp với nơi đó. Trên núi không có internet, không có điện thoại, TV, không thích hợp với cuộc sống của nàng. Kiều Đông Hải cũng không muốn Kiều Tiểu Kiều phải trốn, một mặt hắn hoài nghi ám ảnh đoàn có thật sự hùng mạnh như lời Hạ Thiên hay không, mặt khác Kiều gia cần Kiều Tiểu Kiều, nếu Kiều Tiểu Kiều trốn đi thì sẽ mất hết giá trị. Vậy thì được. Mai tôi sẽ thăm dò xem kẻ nào muốn đối phó với Kiều gia chúng ta. Hạ Thiên, vấn đề an toàn của Tiểu Kiều giao cho cậu phụ trách, tôi tin cậu sẽ không muốn để cho Tiểu Kiều xảy ra chuyện không may. Kiều Đông Hải nhanh chóng đưa ra quyết định, mấy ngày trước Hạ Thiên còn là người mà tất cả Kiều gia không muốn gặp mặt, nhưng người nào trong Kiều gia cũng biết Hạ Thiên là người cực kỳ quan tâm cho an toàn của Kiều Tiểu Kiều, để hắn bảo vệ Kiều Tiểu Kiều là một lựa chọn tốt nhất. Kiều Đông Hải cũng không muốn tiếp tục ở lại. Thực tế hắn cũng biết Kiều Tiểu Kiều không tình nguyện cho mình ở lại đây lâu hơn. Đây là khu vực của riêng nàng, trong mắt nàng thì đại ca cũng là người ngoài. Chồng, anh có thể làm cho Kiều Phượng Nhi nhanh chóng khôi phục được không? Kiều Đông Hải vừa rời khỏi phòng thì Kiều Tiểu Kiều đã hỏi Hạ Thiên. Có thể, anh sẽ thi châm cho cô ấy, nhưng phải đến ngày mai mới khôi phục lại như thường được. Hạ Thiên trả lời. Kiều Hoàng Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Bản lĩnh khoác lác của tên sắc lang này đúng là đáng sợ. Vậy thì anh thi châm cho Phượng Nhi đi. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói. Hạ Thiên gật đầu, hắn lấy ngân châm ra rồi liên tục đâm hơn 10 lượt xung quanh vết thương của Kiều Phượng Nhi. Hắn dùng băng hỏa linh khí kích thích miệng vết thương, như vậy tốc độ khép miệng của vết thương sẽ nhanh hơn. Kiều Hoàng Nhi dù không tin Hạ Thiên, nhưng Kiều Tiểu Kiều đã muốn hắn thi châm thì cứ tự nhiên. Nếu ngày mai Kiều Phượng Nhi không hồi phục thì nàng có thể tố cáo cho Kiều Tiểu Kiều biết, ông chồng, này là vua nói khoác. Sau khi thi châm cho Kiều Phượng Nhi thì Kiều Tiểu Kiều dẫn Hạ Thiên quay về phòng ngủ của mình, lúc này phòng ngủ của nàng lại rất chỉnh tề, cũng không còn thấy tình ảnh áo ngực và quần lót răng khắp nơi. Vợ à, em biết ai muốn giết mình không? Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều rồi hỏi. Không biết. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Những năm gần đây tuy em đã nhiều lần bị tập kích nhưng chưa bao giờ gặp phải sát thủ chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên đối mặt. Thành phố Giang Hải này sao tự nhiên có nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy? Hạ Thiên lầm bầm, hắn vừa bắt được một tên sát thủ ở cục công an, bây giờ lại gặp sát thủ bên phía Kiều Tiểu Kiều, chẳng lẽ hôm nay là ngày vui của sát thủ? Thật ra Hạ Thiên cũng không ghét sát thủ, vì nhị sư phụ của hắn là sát thủ muốn lấy ngày nào làm ngày vui ở Giang Hải cũng được, hắn không phản đối. Nhưng trong vấn đề này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là sát thủ không nên đụng vào hắn, nhưng bây giờ sát thủ lại ra tay với vợ hắn, vì vậy hắn muốn biến hôm nay thành ngày buồn của sát thủ. Vợ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Hạ Thiên đã có quyết định, hắn nói với Kiều Tiểu Kiều. Tốt, chúng ta còn chưa cùng nhau đi dạo phố. Kiều Tiểu Kiều lập tức đồng ý. Dù Kiều Tiểu Kiều mới bị ám sát hụt nhưng lại không sợ hãi, vì nàng biết Hạ Thiên có năng lực bảo vệ mình. Trong thành phố Giang Hải này không ai hiểu rõ bản lĩnh của Hạ Thiên bằng nàng. Nhưng khi hai người tay trong tay ra khỏi thang máy, còn chưa kịp rời khỏi tòa nhà Kiều gia thì Kiều Đông Hải đã cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Kiều, Hạ Thiên, các người muốn đi đâu? Kiều Đông Hải vội vàng chạy đến nói. Chúng tôi đi dạo phố. Kiều Tiểu Kiều hời hợt nói. Tiểu Kiều, lúc nãy mới xảy ra chuyện, bây giờ em còn muốn đi dạo phố sao? Kiều Đông Hải cực kỳ nôn nóng. Hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nghe tôi nói này Hạ Thiên, sao cậu không khuyên nó? Là tôi muốn đi dạo phố. Hạ Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng vì mới xảy ra chuyện nên tôi mới muốn đi dạo. Cậu muốn? Kiều Đông Hải không phải kẻ ngốc, hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không được, điều này không được, quá nguy hiểm. Có tôi ở đây thì không có địa phương nào nguy hiểm. Hạ Thiên không cho là đúng. Kiều Đông Hải phản đối cũng không có hiệu quả,
hắn vừa nói vừa kéo Kiều Tiểu Kiều rời khỏi tòa nhà Kiều ra. Chồng, chúng ta đi dạo ở đâu? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Đi đến Đại học Giang Hải thăm chị Hinh. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Chúng ta ngồi taxi là được. Tốt. Kiều Tiểu Kiều không phản đối. Mà Kiều Đông Hải khuyên can cũng không hiệu quả, hắn chỉ biết dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều cùng nhau bắt taxi bỏ đi. Kiều Đông Hải định cho vài người bám theo thì Hạ Thiên giống như hiểu ý mà thò đầu ra ngoài cửa xe nói. Đừng đi theo, nếu không tôi sẽ đánh người. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn xe taxi chở Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều chạy đi, sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn lấy điện thoại ra bấm số. Nhị thúc, cháu là Đông Hải. Chương 86, săn sát thủ. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều tay nắm tay đi dạo trong khuôn viên Đại học Giang Hải, bọn họ không đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh, vì bọn họ đến đây cũng không phải tìm Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên tin tên sát thủ kia đang tìm cơ hội ra tay ám sát Kiều Tiểu Kiều, nếu nàng cứ ở trong tòa nhà Kiều ra thì cơ hội sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vì vậy hắn đưa Kiều Tiểu Kiều ra ngoài, tự mình cung cấp cơ hội cho tên sát thủ. Người trên đường sẽ tương đối nhiều, như vậy cũng không thích hợp để ám sát, vì vậy hắn chỉ có thể đến Đại học Giang Hải. Bây giờ trường học đang nghỉ hè, tuyệt đối là nơi vắng người, dù có nổ súng thì cũng chỉ kinh động vài người mà thôi. Nói tóm lại thì Hạ Thiên đã cung cấp tất cả điều kiện thuận lợi cho sát thủ, chỉ cần chờ sát thủ đến thăm mà thôi. Chồng, tên sát thủ kia sao còn chưa xuất hiện? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi, tất nhiên nàng hiểu rõ ý đồ của Hạ Thiên, mà nàng tín nhiệm hắn nên mới quyết định thực hiện kế hoạch này. Đừng nóng vội, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hạ Thiên 10 phần tin tưởng mỗi sát thủ khi xác định mục tiêu thì thường điều tra tư liệu, mà ám ảnh đoàn cũng có một bộ phận tình báo riêng, bọn họ chắc chắn sẽ góp nhặt tư liệu về Kiều Tiểu Kiều. Nhưng Hạ Thiên cũng tin dù tư liệu có kỹ càng đến cách mấy cũng không có được tin tức về mình, vì vậy trong mắt đám sát thủ thì hắn chỉ là một người bình thường. Kiều Tiểu Kiều cùng một người bình thường đi dạo trong trường đại học, bên cạnh không có vệ sĩ, dù tình huống này không hợp lẽ thường thì một sát thủ sẽ không bỏ qua cơ hội. Vì vậy Hạ Thiên tin sát thủ sẽ xuất hiện, chẳng qua không biết khi nào đối phương mới ra tay mà thôi. Sau khi đi dạo một lúc thì hai người đi đến thao trường, nếu so sánh với những nơi khác thì sân bãi nơi đây khá náo nhiệt, có vài người đang đá cầu, có vài người chạy bộ. Trời nắng thế này mà vẫn còn luyện tập, cũng không biết có phải vận động viên chuyên nghiệp hay không. Hai người chậm rãi đi bộ trên đường cũng không làm cho quá nhiều người chú ý. Kiều Tiểu Kiều dù là danh nhân nhưng cũng không phải ai cũng biết. Hơn nữa bình thường nàng đều có hai vệ sĩ theo sau, mà bây giờ Kiều Tiểu Kiều ăn mặc bình thường, có thêm Hạ Thiên thì giống như hai người tình bình thường, tất nhiên đám người cũng không nghĩ ra cô gái xinh đẹp kia chính là Kiều Tiểu Kiều nổi danh như cồn. Hạ Thiên cảm thấy đây là địa phương rất tốt, có không ít người, sát thủ dễ trà trộn, hơn nữa nơi đây là khá thoáng, cũng không ảnh hưởng đến quá trình nổ súng. Vì vậy hắn dứt khoát kéo Kiều Tiểu Kiều đi vòng quanh đường chạy trên sân, hai người chậm rãi dạo một vòng. Chồng à, dừng lại thôi. Thân thể của Kiều Tiểu Kiều cũng không phải quá tốt, nàng cũng không phải những cô gái thích vận động, di đạo lâu tất nhiên sẽ thấy mệt, vì vậy mới kéo tay Hạ Thiên ngồi xuống khán đài. Khi hắn đi dạo thì có một nhóm người đến tham gia đá bóng, 10 người chia làm hai đội, quần áo cũng khác biệt, đúng là hỏa tinh gặp địa cầu, Real Madrid gặp Barca. Nhưng đám người này rõ ràng kém quá xa Real và Barca, đội hình lộn xộn, chân to mà óc như trái nho, toàn đá bóng lên trời. Đá dở quá. Kiều Tiểu Kiều cũng nhịn không được phải nói lời khinh bỉ. Nghe nói mắng người sau lưng sẽ gặp báo ứng, muốn mắng phải mắng thẳng mặt, điều này chẳng biết có đúng không, nhưng khi Kiều Tiểu Kiều vừa mắng thì một tên đã đá bóng về phía nàng. Hạ Thiên không đứng ra vì hắn biết quả bóng căn bản không trúng người Kiều Tiểu Kiều, ngược lại Kiều Tiểu Kiều lại hoảng sợ mà nhào lên người Hạ Thiên. Người kia đá bóng khá mạnh, bóng bay qua đầu Kiều Tiểu Kiều sau đó đập trúng hàng rào ở sau lưng và lăn xuống. Kiều Tiểu Kiều khẽ vươn tay cầm lấy quả bóng. Người đẹp, xấu hổ quá. Một tên thanh niên cao giáo khỏe mạnh chạy đến, chính là tên vừa đá bóng về phía Kiều Tiểu Kiều. Làm ơn đưa trái bóng cho tôi, cảm ơn. Kiều Tiểu Kiều dùng hai tay ôm bóng, nàng dùng sức ném tới. Đáng tiếc là sức lực của nàng quá yếu, bóng ném đi không quá xa, vì vậy mà tên kia phải tiến lên nhận bóng. Khoảnh khắc khi tên này cầm vào trái bóng thì nụ cười trên mặt chợt biến mất. Gương mặt trở nên cực kỳ tàn nhẫn, mà trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một khẩu súng. Đùng! Tiếng súng đột nhiên vang lên. Á! Kiều Tiểu Kiều khẽ hét lên một tiếng duyên dáng,
dù nàng đang chờ tên sát thủ xuất hiện nhưng không ngờ sát thủ lại là tên đá bóng. Người này thoạt nhìn chưa đến 20, nhìn qua giống như một thanh niên bình thường, căn bản không thể nào liên hệ với một sát thủ máu lạnh. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên, vẻ mặt tàn ác của tên sát thủ chợt lộ ra một nụ cười đắc ý, trong mắt có một cái nhìn tàn nhẫn. Vì hắn biết bắn súng ở khoảng cách gần thế này thì đối phương không thể né tránh, vài giờ trước có người đỡ đạn thay cho cô gái nhưng bây giờ thì không ai có thể cứu được. Nhưng một giây sau vẻ mặt đắc ý của tên sát thủ đã không còn, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hắn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mục tiêu, cũng không thấy mục tiêu phun máu, thậm chí hắn còn không thấy được gì, vì lúc này mục tiêu đã biến mất trong tầm mắt. Một luồng khí tức nguy hiểm bùng lên từ phía sau, cảnh giác của một tên sát thủ nhiều năm rèn luyện giúp hắn vô thức né tránh, nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác đau đớn bùng lên sau đầu, sau đó trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Mà đám người đang hoạt động trên thao trường cũng bị tiếng súng dọa cho ngây người, mãi đến lúc tên sát thủ ngã trên mặt đất, mọi người thấy khẩu súng lục trong tay sát thủ, mọi người mới ý thức được đây không phải là giấc mộng, đã có một sự kiện đấu súng phát sinh ở đây. Giết người, chạy mau. Có người hét lớn, sau đó người trên thao trường bỏ chạy tán loạn, khoảnh khắc này ai cũng trở thành tia chớp Usain Bolt, khoảnh khắc sau đã chạy mất. Hạ Thiên thu hồi khẩu súng, hắn dùng tay chọc vài cái lên người tên sát thủ. Hắn muốn đảm bảo tên này tạm thời không tỉnh lại. Vợ, em có biết nơi nào thích hợp bức cung không? Hạ Thiên hỏi. Em sẽ điện thoại cho đại ca, có lẽ anh ấy cũng đang đợi ở gần đây, để anh ấy sắp xếp là được. Kiều Tiểu Kiều lấy điện thoại ra bấm số của Kiều Đông Hải. Đại ca bảo chúng ta đợi 3 phút. Một lát sau Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên, rõ ràng phán đoán của nàng không sai, dù Kiều Đông Hải không cho người theo sát nhưng vẫn ở gần để chờ lệnh. Này, bọn họ còn đến nhanh hơn cả cảnh sát. Hạ Thiên rất thỏa mãn với tốc độ của Kiều Đông Hải, hắn cũng không muốn tên sát thủ này bị cảnh sát chụp phải, hắn cần phải đích thân thẩm vấn, nếu đưa đến cục cảnh sát hình sự thì sợ rằng sẽ không được nhúng tay vào. Nhưng Hạ Thiên lập tức phát hiện mình đã tính toán sai, mới qua một phút đồng hồ thì đã có một cảnh sát phóng đến bên này. Có chuyện gì xảy ra? Viên cảnh sát đi đến trước mặt hai người, hắn hỏi với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Tôi là cảnh sát trực ở Đại học Giang Hải, nghe nói bên này có người nổ súng, có phải vậy không? Tôi không biết. Kiều Tiểu Kiều ra vẻ vô tội. Cảnh sát đại ca, tôi và bạn trai vừa đến đây tản bộ, cũng không thấy gì, chỉ thấy một người nằm bất tỉnh ở đây, cũng không biết có gì xảy ra. Phải không? Viên cảnh sát nhìn Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn lại nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt hoài nghi. Có phải các người nổ súng đả thương người này không? Cảnh sát đại ca. Tất nhiên là không, chúng tôi là sinh viên ở đây. Kiều Tiểu Kiều vội vàng giải thích, nàng đang kéo dài thời gian, phải đợi đại ca đến, phía cảnh sát sẽ có người ra tay. Sinh viên sao, tôi thấy không giống. Tên cảnh sát hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay ra hông chuẩn bị rút súng. Chồng, hắn không phải là cảnh sát. Kiều Tiểu Kiều đột nhiên hét lên. Trong mắt tên cảnh sát kia chợt lóe lên cái nhìn tàn khốc, hắn lập tức rút súng bắn ngay. Đùng. Tiếng súng vang lên. Á! Một tiếng thét thảm thiết vang lên, âm thanh phát ra từ trong miệng tên cảnh sát, mà trên tay Hạ Thiên đã xuất hiện một khẩu súng, đây là chiến lợi phẩm hắn lấy được trên tay tên sát thủ vừa rồi. Một súng của hắn vừa rồi đã bắn trúng tay cầm súng của tên cảnh sát giả mạo kia. Tên cảnh sát giả mạo bụng lấy tay phải chảy máu đầm đìa, nhưng hắn không bỏ chạy, tay trái xuất hiện một con dao nhọn, hắn bổ nhào về phía Hạ Thiên. Đùng đùng! Lại là hai tiếng súng vang lên, tên sát thủ giả mạo cảnh sát bị bắn trúng hai chân, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Hạ Thiên vung tay, cây súng văng ra ngoài đập lên mặt tên cảnh sát giả mạo. Một tiếng hét đau đớn vang lên, tên sát thủ giả mạo cảnh sát đã rơi vào tình cảnh như đồng bọn, hắn lập tức hôn mê. Nghịch súng trước mặt anh à, không biết tam sư phụ là súng thần sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên sát thủ nằm trên mặt đất, trên tay hắn có một cây ngân châm. Hắn đâm lên tên sát thủ vài lượt, tạm thời cầm máu. Hắn còn muốn thẩm vấn người này, vì vậy cũng không muốn đối phương phải chết. Chồng, thì ra anh cũng biết hắn không phải là cảnh sát. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng thở phào một hơi. Anh có thể cảm giác được sát khí trên người hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu ám ảnh đoàn điều ra những mặt hàng thế này cũng không cần quá lo lắng. Hạ Thiên khựng lại một lúc rồi hỏi. Vợ, sao em biết hắn không phải cảnh sát? À, em biết cảnh sát trực ban trong Đại học Giang Hải không mang theo súng.
Kiều Tiểu Kiều trả lời. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, nguyên nhân này khác biệt quá lớn với tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không biết cảnh sát trực ban trong Đại học Giang Hải, tất nhiên cũng không biết bọn họ có mang theo súng hay không. Kiều Tiểu Thư. Một giọng nói vang lên từ nơi không xa, 7-8 tên đàn ông chạy đến, rõ ràng là những vệ sĩ mà Kiều Đông Hải phái đến. Bọn họ đến nhanh hơn dự kiến, mới hơn 2 phút đã xuất hiện trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Mau mang người đi. Kiều Tiểu Kiều phất tay. Chồng tôi muốn thẩm vấn chúng, các anh sắp xếp địa điểm. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Một người lên tiếng, sau đó hắn phất tay, 4 người đem 2 tên sát thủ chạy vội đi. Lúc này có một chiếc xe 16 chỗ chờ sẵn trên đường, chưa đến 1 phút sau xe đã chạy khỏi Đại học Giang Hải. Vài phút sau cảnh sát đến hiện trường, trong thao trường đã không còn bóng người. Chương 87, Ngân Châm bức cung. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đến Kiều gia, tuy Kiều Tiểu Kiều ở tại tòa nhà Kiều gia nhưng đây cũng không phải trụ sở thật sự của Kiều gia, khu nhà Kiều gia thật sự chính là một dãy biệt thự chiếm diện tích khổng lồ. Những ngôi biệt thự này cũng giống như kiểu cách các biệt thự bình thường khác, bên trong có hoa viên, có bể bơi, v.v. Khu đất của Kiều gia ở bên trong nội thành, đây là khu vực tấc đất tấc vàng, muốn có được một diện tích thế này ở Giang Hải là không thể. Nhưng mảnh đất này của Kiều gia đã có từ vài chục năm trước. Khi đó giá đất vẫn còn rất rẻ, Kiều gia đã nhanh chóng thu mua, vì vậy dù bây giờ khu đất này đáng giá bạc tỷ nhưng cũng không ai nói gì. Kiều gia là đệ nhất gia tộc ở Giang Hải, nhưng mọi người công nhận Diệp gia không chỉ vì có tiền, nhưng có người nói nếu Diệp gia bán khối đất của mình ở nội thành Giang Hải thì sẽ giàu sụ. Tất nhiên người nào cũng biết điều này là không thể, vì đây chính là cơ nghiệp của bọn họ. Xe từ cổng lớn đi vào, sau đó trực tiếp tiến vào một biệt thự ở phía sau cùng. Đây chính là địa điểm Kiều Đông Hải chọn làm nơi thẩm vấn. Nơi đây có những gian phòng thuận tiện cho việc thẩm vấn, tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên Kiều Đông Hải thẩm vấn người khác. Kiều Đông Hải đã có mặt chờ đợi Hạ Thiên, dù khoảng 1 giờ trước hai người đã gặp nhau, nhưng Kiều Đông Hải cũng không thể không thừa nhận ấn tượng của mình với Hạ Thiên lại đổi mới. Người này chỉ cần dẫn Kiều Tiểu Kiều đi dạo một vòng, sau đó bắt được 2 tên sát thủ, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Hạ Thiên, những chuyện thẩm vấn thế này thôi thì cứ để cho người của tôi ra tay. Kiều Đông Hải đề nghị. Tôi tin bọn họ có thể cạy miệng của 2 tên này. Kiều Đông Hải cũng có lòng tốt, hắn cảm thấy nhân vật như Hạ Thiên không cần phải làm những chuyện như thẩm vấn, giao cho người chuyên nghiệp là được. Không cần, tôi tự mình ra tay. Hạ Thiên không lĩnh tình, tất nhiên Kiều Đông Hải không biết Hạ Thiên cũng coi là dân chuyên nghiệp, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn thủ hạ của hắn. Vậy cũng được. Kiều Đông Hải cũng không miễn cưỡng. Tiểu Kiều, em đi nghỉ ngơi trước, những chuyện này em không nên xem. Cứ để Tiểu Kiều đi theo, tôi cũng không dám đảm bảo không có sát thủ thứ ba. Hạ Thiên lại rất lo lắng, hắn kéo Kiều Tiểu Kiều vào phòng. Điều này, Hạ Thiên, điều này không tốt. Tiểu Kiều là phụ nữ, khi nhìn thấy tình cảnh bức cung sẽ sinh ra ác mộng. Kiều Đông Hải có chút sở khóc sở cười, những tình cảnh bức cung sao có thể cho Kiều Tiểu Kiều xem được. Yên tâm, không có tình cảnh máu tanh đâu. Hạ Thiên hiểu ý Kiều Đông Hải, hắn dùng giọng không cho là đúng nói. Kiều Đông Hải phát hiện ra mình khó thể liên hệ với Hạ Thiên, vì tiểu tử này từ đầu đến cuối không muốn liên hệ với mình. Tiểu tử này mở miệng muốn làm thế nào thì làm thế ấy, căn bản không thể xoay chuyển. Hai tên sát thủ được ném xuống đất, Hạ Thiên đi vào rút ngân châm đâm lên hai người vài lượt, sau đó hai tên sát thủ mở mắt, bây giờ bọn họ rất muốn hoạt động nhưng thân thể cứ cứng đờ. Lúc này đau đớn bùng lên, đặc biệt là tên sát thủ giả mạo cảnh sát, 3 vị trí bị trúng đạn cực kỳ đau đớn, nếu so sánh thì tên sát thủ còn lại tốt hơn rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy hơi đau đầu mà thôi. Hai tên sát thủ nhìn Hạ Thiên, trong mắt bùng lên sự sợ hãi. Trong tài liệu thì căn bản không có người này, nhưng hắn quá mạnh, thậm chí vượt xa những gì bọn họ đã từng đối diện. Mày là ai? Người mở miệng không phải là Hạ Thiên, là tên sát thủ mặc quần áo đá bóng màu vàng. Tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên lấy ra một chiếc ghế ngồi đối diện với tên sát thủ, hắn thuận tay ôm Kiều Tiểu Kiều đặt lên đùi mình. Chúng mày muốn giết vợ tao nhưng lại không biết tao, đây là lý do chúng mày thất bại. Danh hiệu của tao là 36, mày có thể gọi là 36. Tên sát thủ nhếch miệng cười. Nếu rơi vào trong tay mày thì không còn gì để nói, mày có thể giết chúng tao được rồi. Đúng vậy. Muốn giết thì cứ giết, đừng mong lấy được tin tức gì.
Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát cũng mở miệng. Tất nhiên tao sẽ không cho chúng mày được sống, cũng không cho mày có thêm cơ hội đến giết vợ tao. Hạ Thiên nhìn tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Tao biết rõ mày đang muốn chết cho nhanh, nhưng đáng tiếc là tao không muốn như vậy, muốn chết sớm thì phải nói ra những gì tao cần. Tuy thân thủ của mày không tệ nhưng lại quá ngu, mày cho rằng có thể moi được tin tức trong miệng chúng tao sao? Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát nói với vẻ mặt trào phúng. Hạ Thiên cầm ngân châm, hắn đột nhiên đâm vài cái lên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Á! Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát không kịp chuẩn bị, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng ngay sau đó hắn ngừng lại dùng ánh mắt có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên. Thế nào, mày chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Thật ra vừa rồi tao chỉ châm để cảm giác đau của mày thêm mẫm cảm mà thôi, nói cách khác bây giờ mày sẽ đau hơn bình thường. Tất nhiên bây giờ thì mày sẽ cảm thấy không sao, vì tao chỉ cho cảm giác đau tăng lên gấp 10 lần, đợi đến khi tao châm vài lần cho cảm giác của mày tăng lên 100 lần nghìn lần, lúc đó tao chỉ cần tát nhẹ một cái, mày sẽ được nhận cảm giác đau đến chết. Hạ Thiên lại tiếp tục châm lên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Tao biết mày không tin. Nhưng ngay bây giờ mày sẽ nhận được cảm giác đau đớn. Á! Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát lại thét lên thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại cắn chặt răng nuốt tiếng kêu về cuống họng. Nhưng lúc này toàn thân hắn đã đầm đìa mồ hôi, rõ ràng đã đến mức chịu đựng cực hạn. Thật ra trên đời cũng không có người nào làm bằng sắt, mỗi người cũng chỉ có một mức độ chịu đựng giới hạn, đáng tiếc là ở trước mặt tao thì không có mức độ nào có thể dùng được. Tao có thể để cảm giác đau của chúng mày tăng mạnh. Như vậy một vết thương nhỏ cũng làm cho chúng mày khó thể chịu đựng được. Hạ Thiên cười hì hì nhìn tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Có phải mày cảm thấy mình là người của ám ảnh đoàn nên tưởng rằng rất lợi hại? Mày, sao mày biết tao là người ám ảnh đoàn? Vẻ mặt tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát biến đổi lớn. Những gì tao biết là rất nhiều, ví dụ như đám sát thủ chúng mày chia làm 4 cấp, có 12 kim bài sát thủ, 24 ngân bài sát thủ, 36 đồng bài sát thủ. Còn sát thủ cấp thấp nhất là 108. Nó có số hiệu 36, rõ ràng là sát thủ cấp thấp nhất, còn mày thì mạnh hơn một chút, chẳng lẽ là đồng bài sát thủ? Hạ Thiên hỏi một câu, sau đó hắn lắc đầu. Hôm nay tao cũng không muốn hỏi đoàn trưởng ám ảnh đoàn là ai, với thân phận của chúng mày thì cũng không biết được vấn đề này. Vậy mày muốn biết cái gì? Tên sát thủ có số hiệu 36 mở miệng hỏi. Này, ai thuê chúng mày giết vợ tao? Hạ Thiên hỏi, mày đã biết rõ về tổ chức của chúng tao, vậy thì mày nên biết với cấp bậc của chúng tao sẽ không thể biết được những bí mật như vậy. Tên sát thủ số hiệu 36 nói, à, mày nói rất đúng, thật ra tao chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Hạ Thiên đột nhiên khoát tay, hắn lại thi châm trên người tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát. Lúc này tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát hét lên một tiếng kinh thiên động địa, vài chục giây sau cũng không ngừng gào thét, sau đó trực tiếp hôn mê. Sau khi làm cho tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát bất tỉnh, Hạ Thiên tiếp tục nhìn tên sát thủ 36. Nó đã bất tỉnh, đây là vận may của nó, nhưng tao là một thần y, tao có biện pháp để một người luôn tỉnh táo. Nếu mày không muốn đau khổ như nó thì nên nghe theo lời khuyên của tao, không nên mở miệng nói dối. Dù sao tao cũng phải chết, cũng không có gì để nói dối, chỉ hy vọng sau khi nói xong mày tuân thủ lời hứa, cho tao chết được thống khoái. Tên sát thủ 36 rất sảng khoái. Nhưng mày đã biết địa vị của tao không cao, vì vậy những gì tao biết cũng không nhiều. Có một vấn đề tao tin mày biết rõ, đến giết vợ tao ngoài hai người chúng mày thì còn ai? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm hỏi. Căn cứ vào những tin tức đánh giá tình báo thì trong hai người chúng tao ai cũng có thể tự hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ có hai người vì Kiều Tiểu Thư có thân phận đặc biệt, để đề phòng chuyện không may nên ngoài chúng tao thì tổ chức cũng không phái thêm sát thủ. Tên sát thủ số 36 trả lời không chút do dự. Nếu chúng mày chết thì bao lâu sau tổ chức sẽ phái sát thủ đến? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này rất khó nói, nếu chúng tao thất thủ thì tình báo sẽ phải thu thập lại. Sau quá trình thu tin tức tình báo thì ít nhất một tuần sau sẽ có sát thủ mới được phái ra. Tên sát thủ số 36 vẫn tiếp tục trả lời không chút do dự. Hạ Thiên lại hỏi thêm vài vấn đề. Sau đó hắn đâm một châm lên người tên sát thủ số 36 để người này không thể nói được gì, ngay sau đó hắn lại châm lên tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát, cứu tỉnh người này. Thế nào, bây giờ đã tình nguyện khai báo chưa? Hạ Thiên dùng giọng nhàn nhạt hỏi.
nếu mày không nói thì tao sẽ cho mày luôn tỉnh táo, hơn nữa còn tiếp tục bảo trì mức độ mẫn cảm 1000 lần. Mày muốn biết thứ gì? Tên sát thủ mặc đồng phục cảnh sát dùng giọng khàn khàn nói. Nửa giờ sau Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều ra khỏi phòng, Hạ Đại Hiệp nhìn Hạ Thiên mà sinh ra cảm giác không biết nói gì. Lần này Hạ Thiên bức cung quả thật không có máu tanh nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, điều này làm Kiều Đông Hải không thể không bội phục. Đáng tiếc, dù hữu hiệu nhưng hai tên kia cũng chỉ biết được vài tin tức giới hạn, cũng không biết được tin tức về cố chủ đã thuê người. Thu hoạch duy nhất chính là trong thời gian 1 tuần, Kiều Tiểu Kiều căn bản sẽ tiếp tục bị sát thủ quấy rầy. Tiểu Kiều, bây giờ cũng không còn sớm, em và Hạ Thiên tối nay ngủ lại ở đây nhé. Kiều Đông Hải nói. Không, em muốn về tòa nhà Kiều gia. Kiều Tiểu Kiều lập tức từ chối, nàng đã có thói quen ở khu nhà bên kia. Vậy cũng được, anh sẽ cho người đưa sang. Kiều Đông Hải cũng không còn cách nào khác với cô em họ này. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Tiểu Bại Hoại, là chị đây. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Liễu Mộng. Cậu đang ở đâu? Chị Mộng, chị đã quay lại chưa? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chưa, mẹ nói chị đã tách rời khỏi xã hội, bây giờ phải ở nhà học tập một thời gian, sau đó mẹ mới cho ra tìm cậu. Liễu Mộng có chút mất hứng. Tiểu Bại Hoại, nếu không cậu đến tìm chị nhé. Chương 88 Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên thì rất tình nguyện đến tìm Liễu Mộng, nhưng Kiều Tiểu Kiều bây giờ vừa gặp sát thủ, dù sát thủ đã được tóm gọn nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên ở lại với nàng. Chị Mộng, bây giờ tôi không đi được, chị đến tìm tôi đi. Hạ Thiên không thể đi tìm Liễu Mộng, tất nhiên phải giật dây để Liễu Mộng đến tìm mình. Đừng nghe lời mẹ chị nói, tách rời khỏi xã hội có liên quan gì chứ? Ba vị sư phụ cũng nói tôi bị tách khỏi xã hội. Không thể xuống núi, bây giờ tôi chẳng phải đã xuống núi rồi sao? À, cậu nói đúng, Tiểu Bại Hoại, chờ khi nào chị có cơ hội chạy trốn, sau đó chị sẽ đến tìm cậu. Liễu Mộng lập tức bị Hạ Thiên thuyết phục. Trước tiên cứ như vậy đã, chờ khi nào chị chạy ra ngoài sẽ điện thoại cho cậu, bye nhé. Liễu Mộng cúp điện thoại, lúc này Hạ Thiên cũng nhớ mình nên gọi cho Tôn Hinh Hinh, đêm nay hắn không về, vì vậy vội vàng gọi điện thoại. Mà lúc này Tôn Hinh Hinh ở bên kia cũng đang bận rộn, nàng nghe nói hắn không quay về thì cũng không nói gì, chỉ nói một tiếng đã biết, sau đó cúp điện thoại. Sau khi quay lại tòa nhà Kiều gia và ăn cơm tối thì Kiều Tiểu Kiều bắt đầu lu bù công việc, Hạ Thiên không biết nàng đang bận rộn làm gì, nhưng hắn thấy trên màn hình máy tính của nàng toàn là những con số và đường cong. Kiều Tiểu Kiều còn đeo cả tai nghe điện thoại, thỉnh thoảng hạ mệnh lệnh, cái quái gì là mua vào bán ra. Hạ Thiên không có việc gì làm. Hắn thấy bên cạnh còn có một chiếc máy tính để không, vì vậy mở máy lên mạng. Trước tiên hắn xem qua tin tức, bây giờ nước ngoài đang có chiến tranh, vì vậy cảm thấy Giang Hải cũng không quá rối loạn, ngày hôm nay hắn chỉ gặp phải 3 sát thủ mà thôi. Đúng lúc này hắn lại đọc được tin tức một phú hào bỏ ra 5 triệu lo tang lễ cho mẹ già, vì vậy cũng lập tức thầm mắng chửi, tên này quá keo kiệt, rõ ràng không muốn chữa bệnh cho mẹ. 5 triệu thì không nói, nếu bỏ ra cho Hạ Thiên hắn 1/2 gia sản. Như vậy có phải mẹ già có thể vui vầy với con cháu thêm vài năm rồi không? Hạ Thiên tiếp tục xem tin tức mà thấy không có gì hay, hắn lại mở QQ. Trên QQ hắn chỉ có 2 người bạn, một là Tôn Hinh Hinh có nickname Hinh Hinh công chúa, Tôn Hinh Hinh cũng hy vọng mình là công chúa có người bảo hộ. Mà một người còn lại chính là cô gái Yêu Yêu, lúc này tên nick của nàng cũng không phải là chồng của Kiều Tiểu Kiều, mà là Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên cảm thấy cái tên này cũng giống như người. Cô gái này giống hệt một tiểu yêu tinh, nếu không phải là tiểu yêu tinh thì sao lại nhận mình là nam là nữ loạn xạ như vậy? Chị Hinh, chị có ở đấy không? Trước tiên Hạ Thiên nhắn tin cho Hinh Hinh công chúa. Không có trả lời, biểu tượng của Hinh Hinh công chúa ở bên kia có màu xám, rõ ràng không online. Mà lúc này biểu tượng của tiểu yêu tinh lại sáng lên, Hạ Thiên cũng đang nhàm chán, vì vậy hắn nhắn tin cho tiểu yêu tinh. Này, tiểu yêu tinh, vợ anh đâu? Sao chị ấy không điện thoại lại cho anh? Hạ Thiên vẫn còn rất lo lắng đến người đẹp tóc vàng. Vì anh quá ngu nên chị Hàm mới không điện thoại. Tiểu yêu tinh lập tức trả lời. Nói cho vợ anh biết, nếu không nghe lời thì lần sau gặp mặt anh sẽ tét đít. Hạ Thiên có chút mất hứng. Tiểu yêu tinh gửi đến một biểu tượng cười nham nhở, sau đó Hạ Thiên phát hiện màn hình máu tính của mình trở thành màu đen. Hạ Thiên lập tức nổi giận, tiểu yêu tinh chết tiệt, dám làm đen màn hình của mình. Đừng để anh biết em đang ở đâu, nếu không anh nhất định phải đánh. Hạ Thiên tức tối,
dù là phụ nữ thì cũng phải dạy bảo mới được. Đáng tiếc là lần này tiểu yêu tinh không nhắn tin lại địa chỉ, Hạ Thiên cũng không biết nên tìm nàng ở đâu, nếu không hắn sẽ lập tức đi báo thù. Nhưng trong lúc tức giận thì máy tính cũng khôi phục lại như thường, ngay sau đó hắn lại nhận được tin của tiểu yêu tinh. Chị Hàm bắt em phải dạy bảo anh, chị ấy nói nếu anh còn tiếp tục test đít thì sẽ hack máy tính của anh. Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu, hắn mà lại bị uy hiếp, nhưng khốn nổi là không thể phản kích, vì vậy chỉ có thể tiếp tục vọc máy tính. Bây giờ hắn quyết định không chọc đến tiểu yêu tinh, đợi đến lần sau hắn tìm được người đẹp tóc vàng, nhất định phải dạy bảo cho tốt, cho nàng biết thế nào là kết quả khi uy hiếp chồng. Nhưng những bực bội của Hạ Thiên cũng nhanh chóng biến mất, vì lúc này Hinh Hinh công chúa đã online, còn nhắn cho hắn một tin tức. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở tòa nhà Kiều gia. Hạ Thiên trả lời. Có người muốn giết Tiểu Kiều, vì vậy tôi phải ở đây bảo vệ. Cái gì, Kiều Tiểu Kiều không sao đấy chứ? Tôn Hinh Hinh rõ ràng đang rất hoảng sợ. Không sao, có em ở đây thì không sao. Hạ Thiên nhắn lại một tin khá nhanh, bây giờ tốc độ gõ phím của hắn cũng không tệ. Không sao là tốt. Tôn Hinh Hinh gửi lên một nụ cười. Chị Hinh, chị đang làm gì đấy? Hạ Thiên lại hỏi. Chị đang xem trang web cửa hàng Hoa Hinh Hinh, lúc này mọi thứ đã rất tốt, đã có đơn đặt hàng rồi. Tôn Hinh Hinh rất vui vẻ, ngay sau đó gửi link trang web cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhấp vào link mà Tôn Hinh Hinh đã gửi sang, hắn tiến vào trang web cửa hàng hoa, tên của trang web là cửa hàng Hoa Hinh Hinh, có rất nhiều hoa, nhiều tên gọi, tất cả đều liên quan đến hoa. Mà lúc này xem qua giá cả thì thấy rất mắc, hơn giá khi bán trực tiếp trong cửa hàng, mà nghe nói đây là ý kiến của tên mập, phải lấy mắc vì nghiệp vụ mở rộng cả Giang Hải, dù xa cũng đưa đến tận nơi, như vậy sẽ không lỗ vốn. Tất nhiên lúc này trang web cũng không có nhiều người biết đến, tất nhiên sẽ chưa có ai đặt hoa, vì vậy lúc này Tôn Hinh Hinh cần phải quảng cáo. Tôn Hinh Hinh vừa nói chuyện phiếm với Hạ Thiên vừa quảng cáo lên QQ, trong lúc vô tình đã đến gần 12 giờ, cuối cùng nàng cũng phải đi ngủ. Mà không bao lâu sau Hạ Thiên cũng phải buồn bực tắt máy đi ngủ. Đáng lý ra hắn muốn cùng ngủ với Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng đang bận rộn kiếm tiền, nghe nói nàng đang mua bán cổ phiếu của nước ngoài, mà bây giờ nước ngoài là ban ngày, vì vậy mà không thể ngủ. Nàng chỉ có thể đợi khi bên kia là ban đêm và bên này là ban ngày mới có thời gian và an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Tôn Hinh Hinh đi vào cửa hàng hoa thì nghe thấy tiếng gọi khoa trương của Phương Hiểu Như. Chị Hinh. Xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực, có gì mà chuyện lớn, không phải mọi thứ đều tốt sao? Chị đến xem này, xem trang web của chúng ta, đúng rồi, chị cũng nên xem qua tài khoản ngân hàng. Phương Hiểu Như kéo Tôn Hinh Hinh đi đến máy tính. Chị xem, có rất nhiều đơn đặt hàng, có mười mấy người đặt hoa. Điều này rõ ràng là không bình thường, em nghi có người chơi xấu, chị xem có nhận được tiền không? Tôn Hinh Hinh nhìn thấy hơn 10 đơn đặt hàng thì lập tức nghĩ rằng có người chơi xấu, trang web mới được đưa lên vào ngày hôm qua, tuy nàng cũng cố gắng quảng cáo nhưng cũng không đến mức có hơn 10 người đặt hoa như thế này được. Dù sao thì một trang web mới cũng không làm người ta tin tưởng, mà cửa hàng hoa là nhận tiền trước giao hàng sau, có rất nhiều người sợ mình bị lừa. Dưới tình huống bình thường, người khác muốn tặng hoa thì phải tìm một cửa hàng lớn và có danh tiếng, không ai tìm đến một trang web mới mở được vài ngày. Trước nay sinh viên Đại học Giang Hải là khách quen của cửa hàng, nhưng cũng không đến mức một tối có mười mấy người đặt hoa. Này, lại có người đặt hàng, lại là một lãng hoa. Phương Hiểu Như hô lên một tiếng kinh ngạc. Để chị kiểm tra tài khoản ngân hàng. Tuy Tôn Hinh Hinh cảm thấy đây rất có thể là người ta chơi xấu nhưng vẫn quyết định ra ngân hàng xem tình hình, nếu người ta thật sự thanh toán tiền thì vẫn phải đi giao hoa. Hôm qua Tôn Hinh Hinh đã đi làm một chiếc thẻ ngân hàng mới. Mở dịch vụ chuyển tiền qua mạng, đặc biệt dùng để chuẩn bị cho các nghiệp vụ bán hoa. Trước đó trong tài khoản chỉ có 10 đồng, bây giờ nàng lên kiểm tra và phát hiện đã có hơn 2.000, sau đó nàng lại xem xét chi tiết chuyển tiền, rõ ràng mỗi phần tiền đều tương ứng với những khách hàng đã đặt hoa trên web. Tôn Hinh Hinh lập tức choáng váng, đây không phải trò đùa, có nhiều người đặt hoa như vậy sao? Nhưng điều này hình như quá bất ngờ rồi. Phương Hiểu Như cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau nàng mới lắp bắp nói. Điều này, những đơn đặt hàng này là thật sao? Mau, chuẩn bị tặng hoa. Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng kịp phản ứng, nàng đã không kịp suy nghĩ xem vì sao có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh. Bây giờ người ta đặt hàng, đã chuyển tiền,
nếu nàng không tranh thủ thời gian tặng hoa thì mất hết uy tín, lần sau người ta sẽ không chọn lựa cửa hàng hoa Hinh Hinh. Chị Hinh, em chuẩn bị hoa, chị điện thoại cho Hạ Thiên để anh ấy nhanh chóng đến tặng hoa. Phương Hiểu Như vội vàng nói, trong lời nói có chút đắc ý. Người này đã thanh nhàn quá lâu, bây giờ mới có cơ hội bận rộn. Đơn đặt hàng này ở thành Tây, mà cái này lại ở thành Bắc, rõ ràng đều là những địa phương gần ngoại thành, mà đơn đặt hàng này lại rất gần. Trời ạ, như vậy phải chạy khắp Giang Hải mới hết sao? Tôn Hinh Hinh nhìn lướt qua địa chỉ cần tặng hoa mà không khỏi đau đầu, tên mập rõ ràng không nghĩ đến vấn đề này, như vậy sao tặng kịp? Lại có đơn đặt hàng. Phương Hiểu Như nhìn qua máy tính, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Hôm nay đúng là gặp quỷ, rõ ràng không phải ngày gì đặc biệt, sao có nhiều người đặt hoa như vậy? Khi thấy Tôn Hinh Hinh có chút ngây ngốc thì Phương Hiểu Như đã thúc giục một câu. Chị Hinh, chị tranh thủ thời gian điện thoại cho Hạ Thiên, nếu không sẽ chẳng kịp. Hạ Thiên phải bảo vệ Tiểu Kiều, sao tặng hoa được? Hơn nữa dù một mình cậu ấy cũng khó thể chạy khắp mọi nơi như vậy. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng không điện thoại cho Hạ Thiên, vì nàng biết chuyện Kiều Tiểu Kiều ở bên kia quan trọng hơn. Vậy phải làm sao ba giờ? Phương Hiểu Như thấy xu thế hôm nay mà biết được sẽ còn nhiều đơn đặt hàng, hơn nữa địa chỉ tặng hoa lại mở rộng khắp Giang Hải, dù một người đưa hoa cũng khó thể đi khắp mọi nơi, đồng thời còn phải liên hệ với người nhận hoa. Phương Hiểu Như thật sự lo lắng. Chị Hinh, chúng ta tìm đâu ra người để tặng hoa? Hơn nữa bây giờ đơn đặt hàng quá nhiều, hoa tươi trong tiệm cũng không đủ, sợ rằng chị còn phải đi lấy hoa. Tôn Hinh Hinh có chút do dự, sau đó nàng nói. Gọi điện cho tên mập, để cậu ấy đi làm. Tên mập, hắn làm được mới lạ, hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Phương Hiểu Như giống như không kịp phản ứng. Tên mập đúng là có một người, nhưng cậu ta có mười mấy tiểu đệ. Tôn Hinh Hinh không thể không nhắc nhở Phương Hiểu Như một câu, sao nha đầu kia lại ngốc thế? Chương 89, sự kiện quỷ dị của cửa hàng bán hoa. Lúc này Phương Hiểu Như mới hiểu ra, thật ra cũng không phải nàng, thông minh đột xuất ngu bất thình lình, chẳng qua nàng còn chưa tiếp nhận sự chuyển biến này mà thôi. Nếu xét về phương diện khác thì Phương Hiểu Như không phải là Tôn Hinh Hinh, đám thủ hạ của Đinh Báo mỗi khi thấy Tôn Hinh Hinh đều cung kính chào một tiếng thiên tẩu, điều này cũng làm cho Tôn Hinh Hinh cảm nhận được thân phận biến hóa. Nhưng Phương Hiểu Như thì không có kinh nghiệm như vậy. Vì thế vào lúc này nàng cũng không nghĩ đến vấn đề tìm đám người kia hỗ trợ. Phương Hiểu Như lập tức điện thoại cho tên mập, tuy nàng rất bất mãn vì hắn xưng hô anh em với đám giang hồ, nhưng lúc này nàng hiểu rõ, nếu không tìm sự hỗ trợ của đám tiểu đệ tên mập thì không còn cách nào khác. Tên mập nghe thấy như vậy cũng cảm thấy quỷ dị, trước đó hắn nghĩ rằng lập trang web cũng chưa chắc sẽ làm cho cửa hàng hoa Hinh Hinh làm ăn khấm khá hơn, nhưng Tôn Hinh Hinh đã muốn thì hắn cũng phải làm. Dù sao lập trang web cũng không tốn nhiều tiền, nhưng hắn không ngờ mới lập tối qua thì hôm nay đã có đơn đặt hàng. Dù tên mập cảm thấy quỷ dị nhưng hắn không thể không giúp. Những ngày gần đây Đinh Báo đã phục vụ hắn mà không còn gì phản đối, hắn đã trở thành đại ca được đám đàn em phụng dưỡng. Nhưng tên mập biết tất cả đều được Hạ Thiên đem đến, nếu Hạ Thiên mất hứng thì hắn có thể rơi dụng bất cứ lúc nào. Ít nhất tên mập cũng ở cùng với Hạ Thiên vài ngày. Hắn biết chuyện làm cho đại ca mất hứng phần lớn đều liên quan đến người đẹp. Rõ ràng, nếu có người làm Tôn Hinh Hinh mất hứng thì Hạ Thiên sẽ mất hứng, đến lúc đó phiền phức của hắn sẽ lớn bằng trời. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại thì tên mập lập tức thông báo cho Đinh Báo, để Đinh Báo sắp xếp nhân thủ chuẩn bị đi làm nhân công tặng hoa cho Hinh Hinh. Đinh Báo cũng không chần chừ, hắn lập tức triệu tập đàn em thân tín, sắp xếp xe cộ, cả đám cùng nhau đến cửa hàng hoa Hinh Hinh. Đêm hôm đó tên đầu bóng gọi Vương Kiếm đến, tên cảnh sát này thấy Hạ Thiên thì như chuột thấy mèo, điều này làm cho Đinh Báo ý thức được mình không dựa nhầm, hàng. Bây giờ quán bar của tên đầu bóng đã về tay hắn, tên đầu bóng cũng trở thành thủ hạ của hắn, có thể nói vị đại ca mới kia đã mang đến cho hắn một khoản lợi nhuận vài triệu đồng. Mà Tôn Hinh Hinh cũng nhanh chóng phát hiện ra ý nghĩ gọi tên mập dẫn người đến tặng hoa là rất sáng suốt, vì ngày hôm nay đơn đặt hàng đến như tuyết rơi. Đặc biệt là vào buổi sáng cứ 10 phút lại có một người đặt hoa. Có người đặt bó hoa, lãng hoa, thậm chí là công ty đặt lãng hoa lớn, tất cả đều tập kết ở cửa hàng và phân tán ra khắp nơi. Hoa tươi ở cửa hàng cũng hết rất nhanh, Tôn Hinh Hinh không thể không đến chợ hoa để mua sắm số lượng lớn lần đầu tiên. Cũng may đến chiều thì đơn đặt hàng giảm hẳn, hơn nữa cũng có những đơn đặt hàng phải giao vào ngày mai. Nhưng dù là như thế thì những đơn đặt hàng phải giao ngày hôm nay cũng đến con số 50.
bán đi 40 bó hoa tươi, còn hơn 20 lãng hoa, thu vào gần 20.000 đồng. Chỉ thời gian một ngày mới mở trang web mà nghiệp vụ bán hoa lại khủng bố như vậy, dù là Tôn Hinh Hinh, Phương Hiểu Như, hay tên mập và đám đàn em Đinh Báo đều cảm thấy rất khó tin. Đinh Báo thậm chí còn nghi ngờ, có phải Thiên Ca đang bợ đỡ Thiên Tẩu mà cố ý tìm người đặt hàng hay không? Đinh Báo thấy Thiên Ca bối cảnh hùng mạnh chắc chắn sẽ có năng lực như vậy. Nhưng thực tế thì Hạ Thiên lại không biết gì về sự kiện này, hắn đang nằm trên giường, ôm Kiều Tiểu Kiều xinh đẹp, hai ngón tay đang khẽ ấn lên một bộ vị rất co giãn. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nhìn thấy tình cảnh này mà cảm thấy rất khó hiểu, sắc lang đổi tính rồi sao? Ngày hôm qua Kiều Phượng Nhi trúng đạn, sau đó nàng ngủ một buổi tối, sáng hôm sau miệng vết thương đã khép lại như kỳ tích. Hơn nữa điều làm nàng cảm thấy khó tưởng chính là chỗ bị thương thậm chí còn không để lại sẹo, vì vậy mà nàng chợt sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ hôm qua mình trúng đạn chỉ là nằm mơ, bây giờ tỉnh rồi thì chẳng có gì xảy ra. Nhưng Kiều Hoàng Nhi lại nói cho Kiều Phượng Nhi biết, đó không phải là mơ, mà sự thật đúng là có chuyện phát sinh. Kiều Hoàng Nhi nhìn cánh tay trơn láng của Kiều Phượng Nhi mà cũng cảm thấy rất khó tin, ngày hôm qua nàng nghĩ rằng Hạ Thiên là vua nói khoác, nhưng bây giờ mới biết người ta thật sự có bản lĩnh. Kiều Phượng Nhi biết Hạ Thiên dùng y thuật thần kỳ để mình khôi phục nhanh hơn, vì vậy cũng không thể không có vài phần kính trọng đối phương. Lần trước ăn cơm ở Mã Xuân Viện thì nàng biết đối phương rất giỏi đánh đấm, không ngờ hắn lại có cả y thuật thần kỳ. Tất nhiên ấn tượng của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi về Hạ Thiên vẫn khó thể thay đổi, các nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên là đại sắc lang. Đặc biệt là khi hai nàng đi vào phòng và thấy Hạ Thiên ôm chặt Kiều Tiểu Kiều thì càng cảm thấy như vậy là đúng. Nhưng hai người chờ đợi một lúc lâu mà không thấy gì, vì vậy cả hai đều hoài nghi, chẳng lẽ người này không phải sắc lang. Bàn tay Hạ Thiên vẫn chậm rãi xoa nhẹ lên các bộ vị co giãn của Kiều Tiểu Kiều, nhưng hắn ra tay rất nhẹ, vẻ mặt rất ôn hòa không cợt nhả như ngày thường, cũng không có biểu cảm dâm ô. Đồng thời động tác của hắn cũng không làm Kiều Tiểu Kiều bừng tỉnh, mà ngược lại nàng còn ngủ sâu hơn. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi rốt cuộc không nhịn được phải hỏi. Tuy nàng biết với thân phận của mình hỏi vậy là không phù hợp, nhưng cuối cùng cũng khó thể chống lại lòng hiếu kỳ. Chưa nói đến điều gì khác không thích hợp, lúc này hai nàng tiến vào thăm Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều ôm nhau ngủ lại càng không thích hợp. Nếu chuyện không thích hợp nhất đã làm thì còn gì không thích hợp để không làm. Massage cho Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi. Tiểu Kiều ngủ không ngon giấc, mà đầu óc hoạt động quá độ, anh phải massage cho cô ấy, như vậy sẽ ngủ sâu hơn, có lợi cho sức khỏe. Anh còn biết massage sao? Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, sắc lang này đổi tính rồi à? Tất nhiên phải biết, nhưng bình thường anh không massage cho người ngoài. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Nhưng các em là vệ sĩ của vợ anh, nếu các em muốn massage thì cũng có thể đến tìm anh. Thật ra massage cũng có nhiều lợi ích, có thể làm cho ngực lớn lớn, tất nhiên còn có thể giảm béo. Khi nghe đến hai chữ ngực lớn thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng chính thức giật mình thanh tỉnh, thì ra sắc lang vẫn chưa đổi tính, vẫn dâm tục như cũ. Khi bàn tay Hạ Thiên di chuyển nhẹ nhàng thì tiếng hít thở của Kiều Tiểu Kiều ngày càng nhẹ, hơn nữa còn kéo dài. Khoảnh khắc này nàng giống như một cô bé ngủ say, dù bên ngoài có động tĩnh gì cũng không bị ảnh hưởng. Hạ Thiên cuối cùng cũng rời khỏi giường, hắn không tiếp tục massage cho Kiều Tiểu Kiều. Hắn nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, vì vậy mở miệng nói. Anh dạy võ cho hai em nhé. Không cần, tôi không học. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi hầu phản đối cùng một lúc, hai nàng hầu như cùng nhớ về Triệu Thanh Thanh. Nghe lời nói của Triệu Thanh Thanh thì biết muốn học được võ thì phải trở thành vợ bé của Hạ Thiên. Mà hai nàng bây giờ không ai tình nguyện làm vợ bé của hắn. Hạ Thiên có chút buồn bực, người khác cầu xin hắn còn chưa muốn dạy, bây giờ hắn chủ động dạy võ cho người, không ngờ người ta lại có cần, trên đời còn thiên lý nữa sao? Sao các em không học? Hạ Thiên chẳng thể vui sướng, chẳng lẽ trên đời luôn là như vậy, hắn chủ động mở miệng thì người ta cho rằng võ công chẳng đáng tiền. Giống như trước đó hắn chủ động chữa bệnh cho người nhưng lại bị xem là lừa đảo, bây giờ lại có người cầu xin hắn chữa bệnh. Tôi không muốn làm vợ bé của anh. Kiều Phượng Nhi cũng không giấu giếm, nàng nói ra nguyên nhân thật sự. Đúng vậy, chúng tôi không giống như cô bé tôn sùng võ thuật đến mức mù quáng giống như Triệu Thanh Thanh kia. Kiều Hoàng Nhi phụ họa. Anh có nói muốn các em làm vợ sao? Hạ Thiên chợt mất hứng, hắn mà không biết thưởng thức vậy sao?
tuy hai người này cũng được xem là người đẹp nhưng so sánh với Kiều Tiểu Kiều lại kém quá xa. Các nàng không xinh đẹp và dịu dàng bằng Kiều Tiểu Kiều, ngực cũng không lớn như cảnh sát tỷ tỷ, mông không to, hắn làm gì có hứng thú ép các nàng làm vợ. Nếu Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi biết Hạ Thiên nghĩ như vậy thì nhất định sẽ nhảy lầu tự tử, nhưng hai nàng không đọc được suy nghĩ của người khác, vì vậy cũng chỉ biết kinh ngạc. Tên sắc lang này không muốn hai nàng làm vợ mà tình nguyện dạy võ sao? Không đúng, chắc chắn là có âm mưu hiểm độc. Sao anh lại có lòng tốt dạy võ cho chúng tôi? Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên liếc mắt. Ai nói anh có lòng tốt, anh chỉ muốn các em bảo vệ vợ anh cho tốt thôi. Tam sư phụ đã từng dạy bảo Hạ Thiên, cần phải làm người tốt, nhưng đại sư phụ lại nói làm người tốt không có tương lai, sẽ bị rất nhiều người đẹp bỏ rơi, rất khó tìm vợ. Vì vậy Hạ Thiên quyết định không làm người quá tốt, hắn không muốn quá tốt để rồi không có vợ. Nhị sư phụ cũng nói người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm. Hạ Thiên là người hy vọng trường thọ, vì thần tiên tỷ tỷ giống như càng ngày càng trẻ mà chẳng già, vì thế hắn phải làm cho mình giống như thần tiên tỷ tỷ, hắn phải sống dai. Mà kẻ tạo ra tai họa sẽ sống lâu, vì thế hắn phải quyết chí tạo ra nhiều tai họa. Rõ ràng một Hạ Thiên muốn tạo ra tai họa sẽ chẳng thể đột nhiên trở nên có lòng tốt, nhưng hôm qua Kiều Phượng Nhi đã cứu vợ hắn, giúp nàng cản một viên đạn, vì vậy hắn phải đối đãi với các nàng tốt hơn một chút. Vì thế lúc này hắn muốn dạy võ cho hai nàng, xem như báo đáp công ơn của Kiều Phượng Nhi, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác bảo vệ vợ, rõ ràng là một công đôi việc. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn muốn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi có năng lực bảo vệ Kiều Tiểu Kiều. Dù bây giờ học võ cũng không thể trở nên giỏi ngay được. Kiều Hoàng Nhi đưa ra nghi vấn, nàng cảm thấy Hạ Thiên có âm mưu. Không có gì là không thể, tư chất của hai em rất tốt, là có cơ sở võ công, chỉ cần 3 ngày thì anh có thể giúp cho thực lực các em tăng lên gấp đôi. Hạ Thiên dùng giọng tràn đầy tin tưởng nói. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Các nàng học võ khi mới lên 3, đến bây giờ đã luyện 15 năm, người này chỉ cần 3 ngày mà giúp các nàng gia tăng thực lực lên gấp bội sao. Chương 90, Hacker. Trong lòng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi rất nghi ngờ, nhưng nghĩ đến vấn đề Kiều Phượng Nhi khôi phục lại như bình thường chỉ trong vòng một đêm thì trong lòng hai nàng đều có sự chờ mong. Nếu quả thật chỉ mất 3 ngày mà gia tăng thực lực lên gấp bội thì các nàng tất nhiên sẽ tình nguyện. Hai nàng thân là vệ sĩ, dù cuộc sống rất thoải mái nhưng nếu thật sự gặp các tình huống như ngày hôm qua thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu nói các nàng phục vụ quên mình vì chủ thì cũng không khoa trương, nếu bây giờ các nàng có được thực lực mạnh hơn thì khi gặp nguy hiểm sẽ càng có cơ hội giữ được tính mạng. Anh thật sự có thể gia tăng thực lực của chúng tôi lên gấp bội chỉ trong vòng 3 ngày sao? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi. Tin hay không là tùy hai em. Hạ Thiên không muốn bị người khác nghi ngờ, cũng lời giải thích, nếu không vì an toàn của vợ thì hắn cũng mặc kệ hai nha đầu này. Kiều Hoàng Nhi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tốt, chúng tôi sẽ học. Hai nàng vẫn không thể chống cự lại lực hấp dẫn khi thực lực tăng lên gấp bội, dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chỉ mất 3 ngày, sau 3 ngày sẽ biết ngay lời nói của Hạ Thiên có thật hay không. Nếu là thật thì hai nàng sẽ nhận được lợi ích lớn. Dù là giả thì chỉ mất thời gian 3 ngày, cũng không phải tổn thất gì lớn. Nhưng nửa giờ sau, hai nàng nhìn xuống mười mấy vòng tròn dưới mặt đất mà cảm thấy chóng mặt, đây là võ công mà Hạ Thiên muốn dạy sao? Trước tiên Hạ Thiên vẽ một đường tròn có đường kính hơn 3m3, sau đó lại vẽ những đường tròn khác ở bên trong, tổng cộng có 64 đường tròn như vậy, đồng thời mỗi vòng tròn đều có đánh số, từ số 1 đến 64. Sau đó hắn nói cho Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi biết việc cần làm rất đơn giản, các nàng chỉ cần liên tục bước đi từ đường tròn số 1 đến số 64, cứ tuần hoàn như vậy. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là thân thể không được rời khỏi đường tròn lớn. Đây là loại võ công gì? Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên lúc này lại mở miệng giải thích. Đây là một loại bộ pháp, với tư chất của hai em thì chỉ cần luyện trong vòng 3 ngày sẽ có thành tựu. Chỉ cần các em cố gắng luyện tập. Như vậy muốn né đạn cũng không khó. Luyện bộ pháp này có thể né đạn sao? Kiều Hoàng Nhi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Tất nhiên, đây là những gì thần tiên tỷ tỷ dạy cho anh, ngoài anh ra thì hai em là những người đầu tiên được học. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Hoàng Nhi. Các em tranh thủ luyện tập đi, anh phải quay về với Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói xong thì tạm thời rời khỏi phòng luyện công,
hắn quay về phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều. Thật sự muốn luyện sao? Kiều Phượng Nhi nhìn Kiều Hoàng Nhi, sau đó lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn những vòng tròn. Sắc lang kia hình như rất lợi hại, thôi thì cứ thử. Kiều Hoàng Nhi có chút chần chừ, cuối cùng cũng quyết định. Cũng đúng, lỡ may đây là tuyệt thế thần công thì rất tốt. Kiều Phượng Nhi đi vào vòng tròn, nàng tiến lên từng bước. Phượng Nhi, bạn có thấy thứ này giống lăng ba vi bộ trong truyền thuyết không? Kiều Hoàng Nhi cũng cùng Kiều Phượng Nhi đạp chân vào trong vòng tròn. Ai biết được, không sao, cứ luyện 3 ngày xem hiệu quả thế nào. Kiều Phượng Nhi dẫm chân lên những vòng tròn, đột nhiên nàng la lên một tiếng, thân thể hơi nghiêng, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Chết tiệt, những đường tròn này hình như cũng khó đi, muốn đi hết một lượt cũng không phải dễ. Kiều Hoàng Nhi lập tức cảm thấy không đúng, bộ pháp này bắt buộc thân thể phải có tính phối hợp cao, nếu muốn đi hết một lượt phải không ngừng điều chỉnh thân thể, tuyệt đối không thoải mái. Đúng vậy, mình cũng thấy nó không đơn giản. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã ngã nhào cũng trở nên coi trọng, gương mặt có chút hưng phấn. Hoàng Nhi, chúng ta có thể đã nhặt được bảo vật. Chúng ta nên chú tâm luyện tập. Lần này hai người bắt đầu chú tâm luyện tập. Khi bó hoa cuối cùng được đưa đến cho khách thì Tôn Hinh Hinh cũng thở phào một hơi, mà lúc này cũng đã là 6 giờ tối. Mập, chút nữa mời mọi người dùng cơm. Tôn Hinh Hinh đưa cho tên mập 2.000 đồng. Làm mọi người vất vả rồi. Đại tẩu, sao có thể bắt chị mời mọi người dùng cơm được? Tên mập cũng không dám nhận. Giúp chị làm việc là bổn phận của bọn họ, nào có ai dám cầm tiền. Cầm đi, tôi biết mọi người cũng chưa từng bao giờ làm những chuyện thế này, đáng lý phải đưa nhiều hơn, nhưng bây giờ cũng chỉ có 2.000 tiền mặt, cậu cầm đỡ đi. Tôn Hinh Hinh hôm nay tuy thu vào 20.000 nhưng tất cả đều nằm trong tài khoản, cũng chưa kịp ra rút tiền, tiền mặt trong người chỉ có hơn 2.000. Đại tẩu, em thật sự không thể nhận tiền của chị. Tên mập cực kỳ đau khổ, giúp đại ca làm việc mà nhận tiền thì khỏi phải làm tiểu đệ nữa. Nói anh cầm thì cứ cầm, ngại ít sao. Phương Hiểu Như tức giận nói. Phương Hiểu Như, có người bịa đặt như cô sao? Tên mập lập tức vội vàng. Sao tôi có thể ngại ít, tôi sợ đại ca cho ăn đòn. Được rồi, đại ca của cậu cũng không quan tâm đến một chút tiền thế này, mau cầm lấy. Nếu không chị sẽ đến tố cáo cho đại ca của cậu. Tôn Hinh Hinh ra vẻ mất hứng. Cảm ơn đại tẩu. Tên mập bắt buộc phải nhận tiền, không dám không nhận. Sau khi tên mập bỏ đi thì Tôn Hinh Hinh lại đưa cho Phương Hiểu Như 500 đồng. Hiểu Như, đây là tiền thưởng của em. Cảm ơn chị Hinh. Phương Hiểu Như không có ý chối từ, nàng vui vẻ tiếp nhận, đối với nàng thì đây chính là một khoản thu nhập lớn. Được rồi. Hôm nay đóng cửa, chúng ta về sớm một chút. Hôm nay Tôn Hinh Hinh có chút mệt mỏi, vì vậy bây giờ nàng muốn về nhà sớm. Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy vào Đại học Giang Hải rồi dừng trước cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Ai là chủ cửa hàng Hoa Hinh Hinh? Trong xe có 2 cảnh sát đi ra, một người lớn tuổi mở miệng nói. Tôn Hinh Hinh không khỏi ngây người. Là tôi, xin hỏi. Tôi là đội phó Hứa Trung Kiện đội cảnh sát mạng, đây là giấy chứng nhận. Hứa Trung Kiện đưa giấy chứng nhận cho Tôn Hinh Hinh xem qua. Cửa hàng Hoa Hinh Hinh có khả nghi tham gia một sự kiện tấn công mạng với phạm vi lớn, mời cô theo chúng tôi đến cục công an. Mặt khác chúng tôi cần mang máy tính của cô về cục để điều tra, đây là lệnh. Tôn Hinh Hinh lập tức choáng váng, tấn công mạng. Cảnh sát, có phải có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi là những người không biết gì về máy tính, chẳng qua chỉ biết lên mạng tâm sự mà thôi, sao có thể liên quan đến tấn công mạng gì ở đây? Phương Hiểu Như vội vàng nói. Tiểu thư, cô là nhân viên cửa hàng Hoa Hinh Hinh sao? Hứa Trung Kiện hỏi. Đúng vậy. Phương Hiểu Như vội vàng gật đầu. Cảnh sát, các anh nên xem lại, có nhầm lẫn gì không? Mời cô đi theo chúng tôi đến cục công an, đúng hay không chờ điều tra sẽ biết. Hứa Trung Kiện không vì lời nói của đối phương mà thay đổi lập trường, đồng thời cũng phân phó viên cảnh sát ở bên cạnh. Tiểu Hồng. Mau đi vào niêm phong máy tính và các thiết bị di động khác, sau đó đưa về đội. Hai vị tiểu thư, mời lên xe. Hứa Trung Kiện cũng rất khách khí. Chị Hinh, phải làm sao bây giờ? Phương Hiểu Như có chút lo lắng. Không có gì, chúng ta đến xem rõ tình huống là được. Tôn Hinh Hinh dù có chút bất an nhưng cũng lập tức trấn tĩnh, nàng cảm thấy bây giờ chưa cần gì phải lo lắng. Có nên điện thoại cho Hạ Thiên hay không? Phương Hiểu Như khẽ hỏi. Đợi đến cục công an rồi nói sau.
Tôn Hinh Hinh cảm thấy mình không thể chuyện gì cũng phải tìm Hạ Thiên, vì vậy có chút do dự, cuối cùng cũng không gọi điện thoại cho Hạ Thiên. Hai người lên xe cảnh sát, sau đó xe chạy đến cục công an, cuối cùng đi đến khu hành chính đội cảnh sát mạng. Mà Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như cũng nhanh chóng được đưa vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt, phụ trách thẩm vấn Tôn Hinh Hinh là Hứa Trung Kiện, bên cạnh còn có một nữ cảnh sát phụ trách ghi biên bản. Đầu tiên Hứa Trung Kiện hỏi thăm các tình huống cơ bản của Tôn Hinh Hinh như tên tuổi địa chỉ, ngay sau đó thì tiến tới trọng điểm. Tôn Hinh Hinh, có phải cô vừa mở một trang web bán hoa, tên trang web cũng là cửa hàng hoa Hinh Hinh? Hứa Trung Kiện hỏi. Đúng vậy, vừa mới mở tối hôm qua. Trong lòng Tôn Hinh Hinh có cảm giác không ổn, nàng bắt đầu ý thức được sự việc này có liên quan đến những đơn đặt hàng quỷ dị ngày hôm nay. Cô vừa lập trang web nhưng hôm nay đã nhận được 48 đơn đặt hàng, có chuyện này không? Hứa Trung Kiện lại hỏi. Tôn Hinh Hinh khẽ gật đầu. Đúng vậy. Cô chỉ vừa mới lập một trang web bán hoa, đây là một sự kiện rất bình thường, nhưng chỉ trong ngày đầu tiên đã nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy, cô không cảm thấy bất bình thường sao? Giọng nói của Hứa Trung Kiện rất bình thản, có lẽ cũng vì nguyên nhân Tôn Hinh Hinh là phụ nữ. Không bình thường, ngay từ sáng đi làm tôi đã nghĩ rằng đây là có người chơi xấu. Tôn Hinh Hinh nói thật. Nhưng có đơn đặt hàng và khách cũng đã thanh toán tiền, tôi cũng vì vậy mà đi tặng hoa, nếu không khách hàng sẽ nói chúng tôi không uy tín. Tôn Hinh Hinh, tôi cũng không muốn nói rông dài, chúng tôi đã điều tra rõ là các người có thủ đoạn hack. Đã tấn công vào tất cả các website đặt hoa ở trong phạm vi thành phố Giang Hải, vì vậy mà tất cả đơn đặt hàng đều chuyển đến website của cửa hàng cô. Những người kia vốn cũng không muốn đặt hoa ở cửa hàng của cô, nhưng cuối cùng cũng bị đưa đến website của cô, trong số người này thậm chí còn chưa từng nghe nói đến tên cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Hứa Trung Kiện dừng lại giống như muốn tạo áp lực cho Tôn Hinh Hinh. Nếu cô nói sự việc này không liên quan gì đến mình thì người ta sẽ tin sao? Nhưng sự thật là chẳng liên quan gì đến tôi. Tôn Hinh Hinh vội vàng giải thích. Tôi căn bản không có năng lực đó, tôi lên mạng chủ yếu chỉ vào QQ, xem tin tức mà thôi. Tôn Hinh Hinh, có thể cô không tự tay làm, nhưng tôi tin cô biết những hacker kia. Hứa Trung Kiện hơi khựng lại, sau đó hắn chậm rãi nói. Có lẽ hacker kia bị cô sai khiến. Cảnh sát, điều này thật sự không liên quan gì đến tôi làm gì có quan hệ với một hacker nào. Tôn Hinh Hinh lập tức nôn nóng. Hơn nữa một ngày tôi chỉ thu được 20 ngàn, còn phải tìm người đi tặng hoa, như vậy cũng chỉ lời được vài ngàn, có hacker nào tấn công nhiều trang web chỉ vì số tiền nhỏ như vậy. Điều này cũng khó nói, có những hacker tham gia chỉ vì tìm nguồn vui. Nữ cảnh sát đang ghi chép nói xen vào một câu. Hơn nữa, ai biết cô có liên quan đến hacker hay không? Chỉ tính riêng chiếc nhẫn trên tay cô đắc có giá vài chục ngàn. Cô mở cửa hàng hoa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 90.